Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 79, phẩm vào Pháp giới thứ 39, phần 20, Bồ Tát Tử Thị. Nhiếp Đức Thành Nhân Tướng, bấy giờ Thiện Tài đồng tử cung kính đi nhiễu bên phải Đại Bồ Tát Di Lặc rồi bèn bạch rằng: "Cầu xin Đại Thánh hãy mở cửa lầu cát để cho con được vào." Lúc đó Thiện Tài đồng tử nghe Bồ Tát Di Lặc nói với ngài pháp yếu tu hành của Bồ Tát rồi, cung kính đi nhiễu bên phải Đại Bồ Tát Di Lặc rồi, bèn hướng về Bồ Tát Di Lặc bạch rằng: "Cầu xin Đại Thánh hãy mở cửa đại lầu các Tỳ Lô Giá Na cho nghiêm tạng này để cho con được vào quan sát bên trong đại lầu các này để biết rõ áo diệu của Phật Pháp." Bấy giờ Bồ Tát Di Lặc đến trước cửa lầu các, khải móng tay vang ra tiếng thì cửa liền mở, bảo Thiện Tài đi vào. Thiện Tài tâm hoan hỷ đi vào rồi cửa liền đóng lại. Lúc đó Bồ Tát Di Lặc đến trước cửa đại lầu các, khẽ móng tay ba cái vang ra tiếng thì cửa đại lầu các liền tự động mở ra, giống như cửa bằng điện mở tự động, chỉ cần bấm nút hoặc là bấm đúng số mật mã thì cửa tự động mở ra. Bồ Tát Di Lặc khẽ móng tay ba cái tức là mật mã của cửa đại lầu các, lại giống như đồ bấm máy truyền hình, bấm nút đài số mấy thì đài đó liền mở lên, chuyển qua đài khác thì bấm nút khác, muốn mở đài nào thì mở đài đó lúc đó. Đại lầu các này cũng giống như máy truyền hình lớn. Bồ Tát Di Lặc dùng mật mã vô hình, không âm thanh, lời nói, thì cửa lầu các liền mở ra để cho Thiện Tài đồng tử đi vào, khai mở tầm mắt. Có rất nhiều cảnh giới hy hữu là chỗ chưa từng thấy, chưa từng nghe, đều khiến cho Thiện Tài đồng tử tha hồ thưởng thức. Giống như hội chợ triển lãm, chẳng có chuyện lạ gì mà không có. Lúc đó Thiện Tài đồng tử tâm vui mừng hớn hở không cách gì tả được, hoan hỉ đi vào trong đại lầu các báu. Bên trong lầu các năm quang mười sắc khiến cho Thiện Tài đồng tử nhìn hoa cả mắt. Khi Thiện Tài đồng tử đi vào trong đại lầu các rồi, cửa liền tự động đóng lại. Tại sao? Vì dùng pháp giới tạng bí mật diệu môn vào mà không có tướng vào. Thiện Tài đồng tử thấy lầu các đó rộng lớn vô lượng, đồng hư không, có A Tăng Kỳ châu báu dùng làm đất, A Tăng Kỳ cung điện, A Tăng Kỳ cửa lớn, A Tăng Kỳ cửa sổ, A Tăng Kỳ thềm bậc, A Tăng Kỳ lan can, A Tăng Kỳ đường xá đều làm bằng bảy báu, có A Tăng Kỳ phan, A Tăng Kỳ tràng, A Tăng Kỳ lọng, bảy hàng la liệt khắp nơi, A Tăng Kỳ các chuỗi báu, A Tăng Kỳ chuỗi chân châu, A Tăng Kỳ chuỗi xích chân châu, A Tăng Kỳ chuỗi châu sư tử thòng rủ khắp nơi, có A Tăng Kỳ bán nguyệt, A Tăng Kỳ giải lụa, A Tăng Kỳ lưới báu dùng để nghiêm sức, có A Tăng Kỳ lục lạc báu gió thổi động vang ra tiếng, giải A Tăng Kỳ các thứ hoa trời đẹp, treo A Tăng Kỳ giải tràng bóng cõi trời, nghiêm sức A Tăng Kỳ các lư hương báu, mưa xuống A Tăng Kỳ bột vàng. Thiện Tài đồng tử đi vào trong đại lầu các, thấy diện tích lầu các đó rộng lớn vô lượng, không có bờ bé, đồng như hư không, giống như vạn Phật bảo điện của vạn Phật thánh thành. Từ bên ngoài nhìn thì chẳng cảm thấy lớn, nhưng vào bên trong nhìn thì rộng lớn vô cùng. Tất cả hết thảy bên trong đại lầu các đều dùng A Tăng Kỳ, dịch là vô lượng số để hình dung, biểu thị ý nghĩa nhiều không thể nhiều hơn nữa. Có A Tăng Kỳ châu báu dùng làm đất, có A Tăng Kỳ cung điện bên trong đại lầu các, có cung điện để làm quyến thuộc của đại lầu các, có A Tăng Kỳ cửa lớn và cửa nhỏ, có A Tăng Kỳ cửa sổ, có A Tăng Kỳ thềm bậc, có A Tăng Kỳ lan can, có A Tăng Kỳ đường xá, những đường xá đó đều là bằng bảy báu. Những gì là bảy báu, tức là vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Lại có A Tăng Kỳ phan báu, lại có A Tăng Kỳ tràng báu, lại có A Tăng Kỳ lọng báu, bảy hàng la liệt xen lẫn khắp nơi rất là trang nghiêm. Tức cũng là ở giữa phan báu thì có tràng báu hoặc là lọng báu thay đổi thứ lớp, rất hoành tráng, đẹp mắt. Thiện Tài đồng tử hoan hỷ ngắm nhìn những cảnh giới đó. Cho nên Bồ Tát Di Lặc làm mãn nguyện Thiện Tài đồng tử hiện ra những cảnh giới không thể nghĩ bàn đó, khiến cho Thiện Tài đồng tử biết được công phu chân thật còn phải tu hành, chẳng phải nhìn xong rồi thì đắc được. Trong Kinh Kim Cang có nói: "Phàm hết thảy tướng đều là hư vọng, nếu thấy các tướng chẳng phải tướng, tức thấy Như Lai." Lại nói: "Nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người đó hành tà đạo chẳng thấy được Như Lai." Đây là dạy người đừng bị cảnh giới hư vọng không thật làm lay chuyển. Nếu chuyển được cảnh giới thì ở trong động tức là tĩnh, ở trong tĩnh tức là động. Do đó có câu: "Động chẳng ngại tĩnh, tĩnh chẳng ngại động", mà đạt đến cảnh giới như bất động, rõ ràng, sáng suốt. Do đó có câu:
mắt thấy hình sắc trong chẳng có, tai nghe chuyện đời tâm chẳng hay. Lại có A Tăng Kỳ Các, chuỗi báu, chuỗi chân châu, chuỗi xích chân châu, chuỗi châu sư tử, chuỗi dùng chân châu sầu thành làm đồ nghiêm sức, treo thòng rủ khắp nơi để trang nghiêm lầu các. Lại có A Tăng Kỳ báu bán nguyệt, lại có A Tăng Kỳ giải lụa, lại có A Tăng Kỳ lưới báu dùng để trang nghiêm đại lầu các. Lại có A Tăng Kỳ lục lạc báu, gió thổi động vang ra âm thanh diễn nói diệu pháp. Lại giải xuống A Tăng Kỳ các thứ hoa trời đẹp, lại treo A Tăng Kỳ giải tràng báu cõi trời. Lại nghiêm sức A Tăng Kỳ các lư hương báu, lại mưa xuống A Tăng Kỳ bột vàng để trang nghiêm đại lầu các báu, khiến cho vi diệu không thể nghĩ bàn. Lại treo A Tăng Kỳ linh báu, thắp lên A Tăng Kỳ đèn báu, răng bày A Tăng Kỳ y báu, răng A Tăng Kỳ trướng báu, bày A Tăng Kỳ tòa báu, có A Tăng Kỳ lụa báu trải trên tòa, có A Tăng Kỳ tượng đồng nữ bằng vàng diêm phù đàn, A Tăng Kỳ các thứ hình tượng báu, A Tăng Kỳ tượng Bồ Tát báu đẹp đầy khắp mọi nơi, có A Tăng Kỳ các thứ chim hót tiếng hòa nhã, có A Tăng Kỳ hoa báu yêu bát la, A Tăng Kỳ hoa báu ba đầu ma, A Tăng Kỳ hoa báu câu vật đầu, A Tăng Kỳ hoa báu phân đà lợi dùng để trang nghiêm, có A Tăng Kỳ châu báu thứ tự thẳng hàng, có A Tăng Kỳ mani báu phóng đại quang minh, có vô lượng A Tăng Kỳ các thứ đồ trang nghiêm như vậy dùng để trang nghiêm đại lầu các. Lại treo A Tăng Kỳ linh báu, lại thắp lên A Tăng Kỳ đèn báu, lại giăng bày A Tăng Kỳ y báu, lại giăng A Tăng Kỳ trướng báu, lại bày A Tăng Kỳ tòa báu, có A Tăng Kỳ lụa báu trải trên tòa, có A Tăng Kỳ tượng đồng nữ bằng vàng diêm phù đàn, có A Tăng Kỳ các thứ hình tượng báu, có A Tăng Kỳ tượng Bồ Tát báu đẹp đầy khắp mọi nơi để trang nghiêm đại lầu các báu. Lại có A Tăng Kỳ các thứ chim hót tiếng hòa nhã êm tai, tại vạn Phật thành của chúng ta có chim bạch hạc và các thứ chim khác quanh năm ở trong rừng của vạn Phật thánh thành không chịu đi. Ở Tây phương cực lạc thế giới thường có đủ thứ chim đẹp lạ, đủ thứ màu sắc, đó là các thứ chim bạch hạc, khổng tước, anh vũ, giá lợi, ca lăng tần, già, cộng mệnh. Các thứ chim đó ngày đêm sáu thời vang ra tiếng hòa nhã, tiếng đó diễn nói pháp năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo, các pháp như vậy. Trong vạn Phật thánh thành cũng không biết có bao nhiêu chim thần diễn nói diệu pháp. Lại có A Tăng Kỳ hoa sen báu, hoa sen hồng báu, hoa sen vàng báu, hoa sen trắng báu dùng để trang nghiêm. Lại có A Tăng Kỳ cây báu thứ tự thẳng hàng, bất cứ nhìn như thế nào cũng từng hàng ngay ngắn chẳng lộn xộn. Lại có A Tăng Kỳ mani báu phóng đại quang minh chiếu sáng khắp đại lầu các, có vô lượng A Tăng Kỳ các thứ đồ trang nghiêm như vậy dùng để trang nghiêm đại lầu các. Thiện tài đồng tử thấy ở trong đại lầu các lại có vô lượng trăm ngàn các lầu các đẹp, trong mỗi mỗi lầu các nghiêm sức đều như đã nói ở trên, rộng lớn trang nghiêm đẹp đẽ, đều đồng hư không chẳng chướng ngại nhau, cũng không tạp loạn. Thiện tài đồng tử ở trong một nơi mà thấy tất cả mọi nơi, tất cả mọi nơi đều thấy như vậy. Thiện tài đồng tử thấy ở trong đại lầu các lại có vô lượng trăm ngàn các lầu các đẹp, trong mỗi mỗi lầu các nghiêm sức đều như đã nói ở trên, vừa rộng lớn vừa trang nghiêm đẹp đẽ, đều đồng hư không chẳng chướng ngại nhau, cũng không tạp loạn. Thiện tài đồng tử ở trong một nơi mà nhìn thấy cảnh giới tất cả mọi nơi, chẳng những một nơi là như thế mà tất cả mọi nơi cũng đều như thế, thầy đều nhìn thấy như vậy, chẳng có chướng ngại, chẳng có tạp loạn. Bây giờ thiện tài đồng tử thấy lầu các tỷ lô giá na trang nghiêm tạo, có đủ thứ cảnh giới tự tại không thể nghĩ bàn như vậy, sinh tâm đại hoan hỷ, hớn hở vui mừng vô lượng, thân tâm mềm mại, lìa tất cả tưởng, trừ tất cả chướng, diệt tất cả hoặc, những gì nghe được đều nhớ, sự suy nghĩ chẳng loạn, nhập vào môn giải thoát vô ngại, tâm vận dụng khắp cùng, thấy khắp tất cả, kính lễ cùng khắp. Lúc đó thiện tài đồng tử thấy lầu các tỷ lô giá na trang nghiêm tạng, có đủ thứ cảnh giới không thể nghĩ bàn như vậy, ngài chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, nay thấy được những cảnh giới đại tự tại như vậy, bèn sinh tâm đại hoan hỷ, hớn hở vui mừng vô lượng. Lúc đó thân tâm của ngài rất mềm mại, cũng không cương cường, cũng không nổi giận. Chúng ta người tu đạo ngàn vạn đừng nổi giận, đừng có lửa vô minh. Do đó có câu một chút lửa nhỏ đốt sạch rừng công đức. Vừa mới gieo trồng chút căn lành có chút công đức, nếu một khi nổi giận thì sẽ thiêu hết sạch công đức. Nổi giận là khắc tinh của người tu đạo, công đức bị mất hết sạch. Làm thế nào để không nổi giận rất là đơn giản, đó là tu nhẫn nhục ba la mật,
Có người mắng bạn thì coi như họ ca hát để thưởng thức, có người phỉ báng thì coi như không nghe thấy. Được như vậy thì tự nhiên sẽ vô sự, không có gì hết. Phải học công phu nhẫn nhục của Bồ Tát Di Lặc, tu đến lúc lư hòa trường thanh thì tự nhiên chẳng còn nổi giận nữa. Do đó có câu mà miệng thường cười, thấy ai cũng đều thuận mắt, đều là người tốt. Lúc đó thiện tài đồng tử lấy hết tất cả vọng tưởng, trừ sạch tất cả chướng ngại, đến được cảnh giới không vào mà chẳng tự được, tiêu diệt tất cả mê hoặc, thấy được cảnh giới tự tại, vĩnh viễn không quên mất. Đắc được tam muội nghĩ nhớ, những gì nghe được đều nhớ hết trong biển não. Sự suy nghĩ chẳng tán loạn, rõ ràng sáng suốt, đã nhập vào môn giải thoát vô ngại, tâm vận dụng khắp cùng, thấy khắp tất cả, kính lễ cùng khắp. Vừa mới đảnh lễ, do nhờ oai thần lực của Bồ Tát Di Lặc, thiện tài đồng tử tự thấy thân mình khắp cùng ở trong tất cả các lầu các, thấy đầy đủ các thứ cảnh giới tự tại, không thể nghĩ bàn. Đó là hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc lúc ban đầu phát tâm vô thượng Bồ Đề thì họ tên như vậy, dòng dõi như vậy, bạn lành khai ngộ như vậy, khiến cho ngài gieo trồng căn lành như vậy, sống thọ như vậy, tại kiếp như vậy, gặp Phật như vậy, ở tại cõi nước trang nghiêm như vậy, tu hành như vậy, phát nguyện như vậy, chúng hội các Như Lai đó như vậy, thọ mạng như vậy, trải qua thời gian gần gũi cúng dường chư Phật như vậy, thầy đều thấy rõ. Thiện tài đồng tử vừa mới đảnh lễ, do nhờ oai thần lực của Bồ Tát Di Lặc, thiện tài đồng tử tự thấy thân mình khắp cùng ở trong tất cả các lầu các, tóm lại ở trong vô lượng trăm ngàn các lầu các đều có thiện tài đồng tử thấy được đầy đủ các thứ cảnh giới tự tại, không thể nghĩ bàn. Đây tức là cảnh giới của thiện tài đồng tử chứng được. Đó là hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc lúc ban đầu phát tâm vô thượng Bồ Đề, họ tên như vậy, dòng dõi như vậy, bạn lành như vậy, vì ngài thuyết pháp khiến cho ngài khai ngộ, khiến cho ngài gieo trồng căn lành như vậy, sống thọ như vậy, tại kiếp như vậy, gặp chư Phật như vậy, ở trong cõi nước trang nghiêm như vậy, tu hành như vậy, phát nguyện như vậy, chúng hội đạo tràng các Như Lai đó như vậy, thọ mạng như vậy, trải qua thời gian gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật, cảnh giới thuở xưa của Bồ Tát Di Lặc, thiện tài đồng tử thầy đều thấy rõ hết, không sót chỗ nào. Thiện tài đồng tử thấy được lịch sử quá khứ của Bồ Tát Di Lặc giống như xem cuốn phim trên truyền hình, từng mục hiện ra trước mắt. Chúng ta nghe qua, không cần xem trên máy truyền hình, thấy được cảnh giới này còn phải phá cảnh giới này, đừng chấp trước cảnh giới này, đừng bị nó làm mê hoặc. Thấy được cảnh giới gì thì giác ngộ cảnh giới đó, thấy được việc gì thì minh bạch việc đó, đây mới là diệu pháp xuất thế. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc lúc ban đầu chứng được tam muội từ tâm, từ đó đến nay hiệu là từ thị. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc tu các diệu hạnh, thành tựu viên mãn tất cả các ba la mật. Hoặc thấy đắc được nhẫn, hoặc thấy trụ địa, hoặc thấy thành tựu cõi nước thanh tịnh, hoặc thấy hộ trì chánh giáo của Như Lai, làm đại pháp sư đắc được vô sinh nhẫn ở chỗ Đức Như Lai, được thọ ký vô thượng Bồ Đề lúc nào ở đâu. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc lúc ban đầu chứng được tam muội tử tâm, từ đó đến nay ngài hiệu là Từ Thị. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc tu hành các diệu hạnh, thành tựu viên mãn tất cả các ba la mật. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc đắc được công phu thập nhẫn. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc trụ ở bậc thập địa. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc thành tựu cõi nước thanh tịnh. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc hộ trì chánh giáo của Như Lai, làm đại pháp sư đắc được vô sinh pháp nhẫn ở chỗ Đức Như Lai nào đó, được thọ ký vô thượng Bồ Đề tương lai, lúc nào sẽ thành tựu quả vị Phật, lúc nào ở đâu. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc làm chuyển luân vương, khuyên các chúng sinh trụ đạo thập thiện, hoặc làm tứ thiên vương hộ đời lợi ích chúng sinh, hoặc làm trời đế thích của trách năm dục, hoặc làm dạ ma thiên vương khen ngợi pháp không phóng dật, hoặc làm đâu xuất thiên vương khen ngợi công đức Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, hoặc làm hóa lạc thiên vương vì các chúng sinh hiện biến hóa trang nghiêm của các Bồ Tát, hoặc làm tha hóa tự tại thiên vương vì các thiên chúng diễn nói pháp của tất cả chư Phật, hoặc làm ma vương nói tất cả pháp đều là vô thường, hoặc làm phạm vương nói các thiền định vô lượng hỷ lạc, hoặc làm Atula vương vào biển đại trí huệ thấu rõ pháp như viễn, vì chúng hội đó diễn nói pháp đoạn trừ tất cả kiêu mạn ngạo nghễ. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc ở cõi Diêm La phóng đại quang minh cứu khổ địa ngục. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc ở cõi ngạ quỷ bố thí các thức ăn uống cứu giúp chúng sinh đói khát. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc ở trong đường súc sinh dùng đủ thứ phương tiện để điều phục chúng sinh.
hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc khi làm chuyển luân thánh vương, thì khuyên các chúng sinh tu hành pháp đạo thập thiện, tức là thân không có hành vi giết hại, trộm cắp, tà dâm, miệng không nói dối, nói thêu rẻ, nói hai lưỡi chửi mắng, ý không có tư tưởng tham lam, sân hận, si mê, hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc khi làm tứ thiên vương hộ đời thì lợi ích tất cả chúng sinh, xua đuổi ma quỷ hại người, hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc khi làm trời đế tích thì của trách sắc thanh hương vị xúc năm trần làm đọa lạc, khiến cho tất cả chúng sinh biết tài sắc danh ăn ngủ năm dục là nguyên nhân khiến đọa vào địa ngục năm gian, hoặc làm dạ ma thiên vương thì khen ngợi pháp khổng phóng dật khiến cho tất cả thiên chúng giữ gìn quy củ, hoặc làm đô xuất thiên vương thì khen ngợi tán thán công đức Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, nội viện cung trời đô xuất là nơi Bồ Tát hộ bổ Phật vị ở. Bồ Tát Di Lặc, Ngài là vị Phật vị lai, hiện đang ở tại nội viện, vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. Hoặc làm hóa lạc thiên vương, vì tất cả thiên chúng thị hiện tướng biến hóa trang nghiêm của các Bồ Tát. Hoặc làm tha hóa tự tại thiên vương, vì các thiên chúng diễn nói diệu pháp của tất cả chư Phật nói. Hoặc làm ma vương, vì độ chúng sinh ác mà hiện tướng ma vương diễn nói tất cả pháp đều là vô thường. Hoặc làm đại phạm thiên vương, nói các thiền định có vô lượng hỷ lạc. Hoặc làm Atula vương, vào biển đại trí huệ, thấu rõ tất cả pháp như hiển như hóa, vì chúng hội đó thường diễn nói tất cả diệu pháp, khiến cho chúng sinh đoạn trừ tất cả kiêu mạn ngạo nghễ, xa lìa pháp bất thiện. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc ở cõi Diêm La phóng đại quang minh, vì cứu chúng sinh thọ khổ trong địa ngục. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc ở cõi ngạ quỷ, bố thí các thức ăn uống, cứu giúp chúng sinh đói khát. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc ở trong đường súc sinh, dùng đủ thứ phương tiện để điều phục tất cả chúng sinh. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội tứ thiên vương hộ đời mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội đao lợi thiên vương mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội dạ ma thiên vương mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội đâu xuất thiên vương mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội hóa lạc thiên vương mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội đại phạm thiên vương mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội long vương mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội dạ xoa la sát vương mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội càn thát bà khẩn na la vương mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội Atula Đà Na Bà Vương mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội Ca Lô La Ma Hầu La Già Vương mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội người chẳng phải người mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội Thanh Văn mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội Duyên Giác mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội các Bồ Tát ban đầu phát tâm cho đến nhất sinh bổ xứ đã được quán đảnh mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội tứ thiên vương hộ đời, đao lợi thiên vương, giả ma thiên vương, đâu xuất thiên vương, hóa lãng thiên vương, tha hóa tự tại thiên vương, sáu cõi trời dục giới này mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì đại phạm thiên vương mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội long vương, dạ xoa vương, la sát vương, càn thát bà vương, khẩn na la vương, a tu la vương, đà na bà vương, ca lâu la vương, ma hầu la già vương, trời dòng tám bộ chúng này mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội người chẳng phải người mà thuyết pháp. Hoặc lại thấy Bồ Tát Di Lặc vì chúng hội Thanh Văn Duyên Giác, Bồ Tát ban đầu phát tâm cho đến nhất sinh bổ xứ đã được quán đảnh mà diễn nói diệu pháp. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc khen nói hết thảy công đức sơ địa cho đến thập địa. Hoặc thấy khen nói đầy đủ tất cả các ba la mật. Hoặc thấy khen nói nhập vào các môn nhẫn. Hoặc thấy khen nói các môn đại tam muội. Hoặc thấy khen nói các môn giải thoát thâm sâu. Hoặc thấy khen nói cảnh giới các thiền tam muội thần thông. Hoặc thấy khen nói các hạnh bồ tát. Hoặc thấy khen nói các đại thệ nguyện. Hoặc thấy với các bồ tát đồng hạnh khen nói việc công xạo thế gian đủ thứ phương tiện lợi ích chúng sinh thế gian. Hoặc thấy khen nói với các Bồ Tát nhất sinh bổ xứ môn tất cả chư Phật quán đảnh. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc ở trong trăm ngàn năm kinh hành đọc tụng biên chép kinh điển riêng cầu quán sát vì chúng nói pháp. Hoặc nhập vào các thiền bốn tâm vô lượng. Hoặc nhập vào khắp nơi và các giải thoát. Hoặc nhập vào tam muội dùng sức phương tiện hiện các thần biến thiện tài đồng tử. Lại thấy Bồ Tát Di Lặc khen nói hết thảy công đức Bồ Tát sơ địa cho đến thập địa. Hoặc thấy khen nói đầy đủ tất cả các ba la mật. Hoặc thấy khen nói nhập vào tất cả môn nhẫn. Hoặc thấy khen nói các môn đại tam muội.
Hoặc thấy khen nói các môn giải thoát thâm sâu, hoặc thấy khen nói cảnh giới các thiền tam muội thần thông, hoặc thấy khen nói các hạnh Bồ Tát, hoặc thấy khen nói các đại thệ nguyện, hoặc thấy với các Bồ Tát đồng hạnh, khen nói việc công xảo đủ thứ phương tiện lợi ích chúng sinh thế gian, hoặc thấy khen nói với các Bồ Tát nhất sinh bổ xứ, pháp môn tất cả chư Phật quán đảnh, hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc ở trong trăm ngàn năm, kinh hành, đọc tụng, biên chép kinh điển, xương cầu quán sát, vì tất cả chúng sinh sẽ nói diệu pháp, hoặc nhập vào các thiền, bốn tâm vô lượng, hoặc nhập vào khắp nơi và các giải thoát, hoặc nhập vào tam muội dùng đủ thứ sức phương tiện, thị hiện đủ thứ thần thông biến hóa, hoặc thấy các Bồ Tát nhập vào tam muội biến hóa. Mỗi vị đều ở trong lỗ chân lông của mình hiện ra tất cả thân mây biến hóa, hoặc thấy hiện ra thân mây chúng chư thiên, hoặc thấy hiện ra thân mây chúng rồng, hoặc thấy hiện ra thân mây Dạ Xoa, Cản Thát Bà, Khẩn Na La, Atula, Ca Lô La, Ma Hầu La Già, Thích Phạm Hộ Thế, Chuyển Luân Thánh Vương, ông vua nhỏ, vương tử, đại thần, quan chức, trưởng giả, cư sĩ, hoặc thấy hiện ra thân mây Thanh Văn, Duyên Giác và các Bồ Tát Như Lai, hoặc thấy hiện ra thân mây tất cả chúng sinh, hoặc thấy vang ra diệu âm, khen ngợi đủ thứ pháp môn của các Bồ Tát, đó là khen nói môn công đức Bồ Đề Tâm, khen nói môn công đức Đàn Ba La Mật cho đến trí huệ Ba La Mật, khen nói các nhiếp pháp, các thiền, các vô lượng tâm và các tam muội, tam ma bát đề, các thông, các minh, tổng trì biện tài, các đế, các trí, chỉ quán, giải thoát, các duyên, các y, các thuyết pháp môn, khen nói niệm xứ, chánh cần, thần túc, căn lực, bảy bồ đề phần, tám thánh đạo phần, các thanh văn thừa, các duyên giác thừa, các bồ tát thừa, các địa, các nhẫn, các hạnh, các nguyện, tất cả các môn công đức như vậy. Hoặc thấy các bồ tát nhập vào tam muội biến hóa, mỗi vị đều ở trong lỗ chân lông của mình hiện ra tất cả thân mây biến hóa, hoặc thấy hiện ra thân mây chúng chư thiên, hoặc thể hiện ra thân mây chúng rồng, hoặc thể hiện ra thân mây Dạ Xoa, Cản Thát Bà, Khẩn Na La, Atula, Ca Lô La, Ma Hầu La Già, trời rồng tám bộ chúng, hoặc thể hiện ra thân mây chúng trời Đế Thích, trời Đại Phạm, tứ thiên vương hộ thế, chuyển luân thánh vương, ông vua nhỏ, vương tử, đại thần, quan chức, trưởng giả, cư sĩ, hoặc thể hiện ra thân mây Thanh Văn, Duyên Giác và các Bồ Tát Như Lai, hoặc thể hiện ra thân mây tất cả chúng sinh, hoặc thể vang ra diệu âm, khen ngợi đủ thứ pháp môn của các Bồ Tát, đó là khen nói môn công đức Bồ Đề Tâm, khen nói pháp môn công đức Bố Thí Ba La Mật cho đến môn trí huệ Ba La Mật, đây là 10 Ba La Mật, khen nói các pháp nhiếp, tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, bốn pháp nhiếp, khen nói các thiền, tức là tứ thiền và tứ không xứ, thêm diệt tận định, tức là cửu thứ đệ định, khen nói các vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng, khen nói các tam muội, tức là chánh định chánh thọ, khen nói tam ma bát đề, đây là một thứ thiền định dịch là đẳng trụ, khen nói các thông, tức là sáu thần thông, một thiên nhãn thông, hai thiên nhĩ thông, ba tha tâm thông, bốn thần túc thông, năm túc mạng thông, sáu lậu tận thông, khen nói các minh, tức là bã minh, một thiên nhãn minh, hai túc mạng minh, ba lậu tận minh, khen nói tổng trì tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, khen nói biện tài, tức là bốn vô ngại biện, một pháp vô ngại biện, hai nghĩa vô ngại biện, ba từ vô ngại biện, bốn lạc thuyết vô ngại biện, khen nói các đế, tức là khổ tập diệt đạo bốn đế, khen nói các trí, tức là bốn trí, một thành sở tác trí, hai diệu quán sát trí, ba bình đẳng tánh trí, bốn đại viên cảnh trí, khen nói chỉ quán, tức là chỉ ngừng tất cả ác, quán tất cả thiện, khen nói giải thoát, tức là tám giải thoát, khen nói các duyên, tức là 12 nhân duyên, khen nói các y, tức là bốn y, một hạnh bốn y, hai pháp bốn y, ba người bốn y, bốn nói bốn y, khen nói đủ thứ những pháp môn này, lại khen nói bốn niệm xứ, tức là một thân niệm xứ, hai thọ niệm xứ, ba tâm niệm xứ, bốn pháp niệm xứ, lại khen nói bốn chánh cần, tức là một đã sinh ác thì khiến cho dứt, hai chưa sinh ác thì khiến không sinh ra, ba chưa sinh thiện thì khiến cho sinh ra, bốn đã sinh thiện thì khiến cho tăng trưởng, lại khen nói thần túc, tức là bốn như ý túc, một dục như ý túc, hai tâm như ý túc, ba cần như ý túc, bốn huệ như ý túc, lại khen nói năm căn, tức là một tín căn, hai tấn căn, ba niệm căn, bốn định căn, năm huệ căn, lại khen nói năm lực, tức là một tín lực, hai tấn lực, ba niệm lực, bốn định lực, năm huệ lực,
Đại Khất nói bảy bồ đề phần, còn gọi là bảy giác chi: một chọn pháp, hai tinh tấn, ba hỷ, bốn khinh an, năm xả, sáu định, bảy niệm. Đại Khất nói tám thánh đạo phần, tức là một chánh kiến, hai chánh ngữ, ba chánh tư duy, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu chánh tinh tấn, bảy chánh niệm, tám chánh định. Ở trên đây là 37 phẩm trợ đạo. Lại khen nói các thanh văn thừa: trước hết từ ngũ đỉnh tâm quán khởi, sau tu pháp bốn đế, chứng được tứ quả A-la-hán. Lại khen nói các duyên giác thừa: hành giả ở trong thâm sơn cùng cốc tĩnh tọa, mùa xuân quán trăm hoa nở, mùa thu quán lá vàng rơi, cảm thấy vạn vật vô thường, quán pháp 12 nhân duyên mà ngộ đạo, xưng là Bích Chi Phật. Lại khen nói các Bồ Tát thừa: tu lục độ vạn hạnh, phát Bồ Đề tâm, hành Bồ Tát đạo, trải qua 50 bậc mà đến đẳng giác Bồ Tát, công đức và Phật tướng không khác xa bao nhiêu, chỉ còn một phần sinh tướng vô minh chưa phá mà thôi. Lại khen nói các địa, tức là thập địa: một hoan hỷ địa, hai ly cấu địa, ba phát quang địa, bốn diệm huệ địa, năm nan thắng địa, sáu hiện tiền địa, bảy viễn hành địa, tám bất động địa, chín thiện huệ địa, 10 pháp vân địa. Lại khen nói các nhẫn, tức là thập nhẫn: một giới nhẫn, hai tri kiến nhẫn, ba định nhẫn, bốn huệ nhẫn, năm giải thoát nhẫn, sáu không nhẫn, bảy vô nguyện nhẫn, tám vô minh nhẫn, chín vô thường nhẫn, 10 vô sinh nhẫn. Lại khen nói các hạnh, tức là thập hạnh: một hoan hỷ hạnh, hai nhiều ích hạnh, ba vô sân hạnh, bốn vô tận hạnh, năm ly si loạn hạnh, sáu thiện hiện hạnh, bảy vô tác hạnh, tám tôn trọng hạnh, chín thiện pháp hạnh, 10 chân thật hạnh. Lại khen nói các nguyện, tức là bốn hoàng thệ nguyện: một chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, hai phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, ba pháp môn vô lượng thệ nguyện học, bốn Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tất cả các môn công đức như vậy, thầy đều hiện ra ở trong thân của thiện tài đồng tử, thấy được rất rõ ràng. Hoặc ở trong đó lại thấy đại chúng vây quanh các Như Lai, cũng thấy nơi sinh và dòng dõi của Đức Phật đó, thân hình thọ mạng, cõi kiếp danh hiệu, thuyết pháp lợi ích, chánh pháp trụ ở đời bao lâu, cho đến hết thảy đạo tràng, chúng hội, đủ thứ sự khác nhau, đều thấy rõ ràng. Hoặc ở trong đó lại thấy đại chúng vây quanh các Đức Phật, cũng thấy nơi sinh của vị Phật đó và dòng dõi của Đức Phật đó, thân hình trang nghiêm như thế nào, đầy đủ 32 tướng, 80 vẻ đẹp, thọ mạng bao lâu, ở cõi kiếp nào, danh hiệu là gì, thuyết pháp lợi ích chúng sinh, giáo hóa chúng sinh, thời gian bao lâu, chánh pháp trụ ở đời bao lâu, cho đến hết thầy đạo tràng và chúng hội, đủ thứ sự khác nhau, thiện tài đồng tử đều thấy rất rõ ràng. Lại ở trong những lầu các, trong đại lầu các Tỳ Lô Giá Na trang nghiêm tạng, thấy một lầu các cao rộng nghiêm sức, tốt đẹp tối thượng không gì sánh bằng, ở trong đó đều thấy 3.000 thế giới, trăm ước bốn thiên hạ, trăm ước trời Đâu Xuất Đà, mỗi mỗi nơi đều có Bồ Tát Di Lặc, hàng thần đản sinh, Thích Vạn Thiên Vương ấm bồng cung kính, bước đi 7 bước, quán sát 10 phương, đại sư tử Hống hiện làm hài nhi ở trong cung điện dạo chơi vườn hoa, vì cầu nhất thiết trí, xuất gia tu phổ hạnh, thị hiện thọ cháo sữa, đi đến Bồ Đề đạo tràng, hàng phục các ma quân, thành đẳng chánh giác, quán cây Bồ Đề, Phạm Vương thỉnh cầu chuyển bánh xe pháp, thăng lên cùng điện trời mà diễn nói pháp, kiếp số thọ lượng chúng hội trang nghiêm thanh tịnh cõi nước, tu các hạnh nguyện, phương tiện giáo hóa thành thục chúng sinh, phân chia xá lợi, trụ trì giáo pháp thảy đều khác nhau. Ở trong những lầu các, trong đại lầu các Tỳ Lô Giá Na trang nghiêm tạng, thiện tài đồng tử lại thấy một lầu các cao rộng nghiêm sức, tốt đẹp tối thượng không gì sánh bằng, ở trong đó đều thấy 3.000 thế giới, trong ước bốn thiên hạ, trong ước trời Đâu Xuất Đà, mỗi mỗi nơi đều có Bồ Tát Di Lặc, hàng thần đản sinh, trời Đế Thích và Đại Phạm Thiên Vương đều dùng ấm bồng cung kính, Bồ Tát sinh ra rồi bèn bước đi 7 bước, quan sát 10 phương, sau đó đại sư tử Hống hiện làm thân hình hài nhi lớn lên ở trong cung điện, đi dạo chơi trong vườn hoa, và lúc thiếu niên vì cầu nhất thiết trí huệ mà xuất gia tu khổ hạnh, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè để duy trì mạng sống, sau đó thị hiện cảnh giới thọ nhận cháo sữa của một tí nữ chăn dê cúng dường, khôi phục lại sức khỏe, rồi đi đến Bồ Đề đạo tràng tĩnh tọa dưới gốc cây, hàng phục các ma quân và ma nữ, dụ dỗ uy hiếp, thành tựu quả vị vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Đây là cảnh giới tám tướng thành đạo của đương lai hạ sinh Di Lặc tôn Phật.
quán cây bồ đề, Phạm Vương Thịnh cầu chuyển bánh xe pháp, thăng lên cùng điện trời mà diễn nói chánh pháp, kiếp số và thọ lượng, chúng hội trang nghiêm, thanh tịnh cõi nước, tu các hạnh nguyện, phương tiện giáo hóa, thành thục chúng sinh, phân chia xá lợi, trụ trì giáo pháp, đủ thứ cảnh giới thể đều khác nhau. Bấy giờ thiện tài tự thấy thân mình ở chỗ tất cả các Như Lai đó, cũng thấy tất cả chúng hội, tất cả Phật sự đó, nhớ trì không quên, thông đạt vô ngại. Lúc đó thiện tài đồng tử lại thấy thân mình ở chỗ đạo tràng của tất cả các Như Lai đó, cũng thấy tất cả chúng hội, tất cả Phật sự đó nhớ trì không quên, thấu rõ thông đạt vô ngại, những cảnh giới này thật là diệu không thể tả. Lại nghe tiếng lưới linh báu và các nhạc cụ trong tất cả các lầu các thể đều diễn sướng pháp âm vi diệu không thể nghĩ bàn, nói đủ thứ pháp, đó là nói Bồ Tát Pháp Bồ Đề Tâm, hoặc nói tu hành hạnh ba la mật, hoặc nói các nguyện, hoặc nói các điện, hoặc nói cung kính cúng dường Như Lai, hoặc nói trang nghiêm các cõi Phật, hoặc nói chư Phật thuyết pháp khác nhau, tất cả Phật pháp như vậy đều nghe được rõ ràng. Thiện tài đồng tử lại nghe đủ thứ tiếng lưới linh báu và đủ thứ các tiếng nhạc cụ trong tất cả các lầu các thầy đều diễn sướng pháp âm vi diệu không thể nghĩ bàn, nói đủ thứ diệu pháp, đây là vô tình chúng sinh thuyết pháp, đó là nói Bồ Tát lúc ban đầu phát Bồ Đề Tâm như thế nào, hoặc nói Bồ Tát tu hành hạnh ba la mật ra sao, hoặc nói Bồ Tát phát các thể nguyện như thế nào, hoặc nói Bồ Tát làm thế nào chứng được các địa, hoặc nói Bồ Tát cung kính cúng dường Như Lai như thế nào, hoặc nói Bồ Tát trang nghiêm và thanh tịnh các cõi Phật như thế nào, hoặc nói chư Phật thuyết pháp khác nhau, tất cả Phật pháp như vậy đều nghe được hết, phân biệt được rất rõ ràng. Lại nghe ở xứ đó có vị Bồ Tát đó nghe pháp môn đó, vị thiện tri thức đó khuyên dạy phát Bồ Đề Tâm, trong kiếp đó, cõi đó, chỗ đức Như Lai đó, ở trong đại chúng đó, nghe công đức của vị Phật đó như vậy, phát tâm như vậy, khởi nguyện như vậy, trồng căn lành rộng lớn như vậy, trải qua bao nhiêu kiếp tu Bồ Tát hạnh, và lúc nào đó sẽ thành chánh giác danh hiệu như vậy, thọ lượng như vậy, cõi nước như vậy, đầy đủ trang nghiêm viên mãn nguyện như vậy, giáo hóa chúng sinh như vậy, thành hội thanh văn Bồ Tát như vậy, chúng hội thanh văn Bồ Tát như vậy, vào bát niết bàn rồi chánh pháp trụ thế, trải qua bao nhiêu kiếp lợi ích vô lượng chúng sinh như vậy. Thiện tài đồng tử lại nghe được ở xứ đó có vị Bồ Tát đó nghe pháp môn đó, hoặc có vị thiện tri thức đó khuyên dạy chúng sinh phát Bồ Đề Tâm tu vô thượng đạo, ở trong kiếp đó, cõi đó, chỗ đức Phật đó, ở trong đại chúng pháp hội đó, nghe công đức của vị Phật đó như vậy, phát tâm rộng lớn như vậy, khởi nguyện rộng lớn như vậy, trồng căn lành rộng lớn như vậy, trải qua bao nhiêu kiếp tu hành hạnh của Bồ Tát tu mà chẳng khi nào giải đãi nhàm mỏi, và lúc nào đó sẽ thành quả vị chánh đẳng chánh giác danh hiệu như vậy, thọ lượng như vậy, cõi nước như vậy, đầy đủ trang nghiêm ra sao, viên mãn nguyện đã phát ra như thế nào, làm thế nào giáo hóa hết thầy chúng sinh, chúng hội thanh văn Bồ Tát như vậy, hoặc vào bát niết bàn rồi chánh pháp trụ thế, trải qua bao nhiêu kiếp lợi ích vô lượng chúng sinh như vậy, khiến cho họ liều khổ được vui, chấm dứt sinh tử. Hoặc nghe ở xứ đó có vị Bồ Tát đó bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ tu tập các ba la mật như vậy. Hoặc nghe ở xứ đó có vị Bồ Tát đó vì cầu pháp mà xả bỏ ngôi vua và các châu báu, vợ con quyến thuộc, chân tay đổ mắt, tất cả thân thể đều không sẻn tiếc. Hoặc nghe ở xứ đó có vị Bồ Tát đó giữ gìn chánh pháp của Như Lai nói, làm đại pháp sư, rộng hành pháp thí, kiến pháp tràng, thổi la pháp, đánh trống pháp, mưa pháp vũ, tạo lập chùa, tháp Phật, làm hình tượng Phật, bố thí tất cả đủ vui cho các chúng sinh. Hoặc nghe ở xứ đó có vị Như Lai đó ở trong kiếp đó thành chánh đẳng giác, cõi nước như vậy, chúng hội như vậy, thọ mạng như vậy, nói pháp như vậy, viên mãn nguyện như vậy, giáo hóa vô lượng chúng sinh như vậy. Hoặc lại nghe ở xứ đó có vị Bồ Tát đó đang ở đó bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ tu tập sáu pháp môn ba la mật đến bờ kia như vậy. Hoặc lại nghe ở xứ đó có vị Bồ Tát đó vì cầu Phật pháp mà xả bỏ ngôi vua và hết thảy châu báu bố thí cho người cần, thậm chí bố thí vợ đẹp thiếp sinh, con trai con gái và thân bằng quyến thuộc, chẳng những bố thí ngoại tài mà nội tài cũng đều đem bố thí, như có người cần chân tay và đầu mắt, tất cả tứ chi thân thể ngũ tạng đục phủ đều bố thí hết, tuyệt đối không sẻn tiếc, cho rằng giúp người là gốc của sự an vui, cho nên người xuất gia nên lấy lòng từ bi làm bổn hoài, phương tiện làm cửa, nơi nơi đồng tình với chúng sinh, thời thời trợ giúp chúng sinh, phải có tinh thần vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, lấy năm đại tông chỉ của vạn Phật thánh thành làm kim châm cho sự tu đạo,
Hoặc lại nghe ở xứ đó có vị Bồ Tát đó giữ gìn chánh pháp của Phật nói, làm đại pháp sư giảng kinh thuyết pháp khắp nơi, giúp Phật hoằng pháp, điều phục tất cả chúng sinh, khiến cho thân tâm họ nhu hòa, không còn căng cường. Đây là bố thí pháp. Do đó, trong các sự cúng dường, bố thí pháp là hơn hết. Kiến pháp tràng lớn, thổi loa pháp lớn, đánh trống pháp lớn, mưa pháp vũ cam lồ, tạo lập chùa tháp Phật, làm hình tượng Phật, bố thí tất cả đồ vui cho các chúng sinh. Hoặc lại nghe ở xứ đó có vị Phật đó ở trong kiếp đó thành vô thượng, chánh đẳng chánh giác, cõi nước như vậy, chúng hộ như vậy, thọ mạng như vậy, nói pháp như vậy, viên mãn nguyện như vậy, giáo hóa vô lượng chúng sinh như vậy, điều phục vô lượng chúng sinh như vậy. Thiện tài đồng tử nghe pháp âm vi diệu không thể nghĩ bàn như vậy, thần tâm hoàn hỷ mềm mại thưa thới, lập tức đắc được vô lượng các môn tổng trì, các môn biện tà, các thiền, các nhẫn, các nguyện, các độ, các thông, các minh và các giải thoát, các môn tam muội. Thiện tài đồng tử nghe pháp âm vi diệu không thể nghĩ bàn như vậy, thần tâm đều hoan hỷ không cách gì có thể hình dung được, mềm mại thơ thới, một chút tập khí căng cường cũng không còn, lập tức đắc được vô lượng pháp môn tổng trì, lại đắc được tất cả pháp môn biện tài vô ngại, lại đắc được tất cả pháp môn các thiền, lại đắc được tất cả pháp môn các nhẫn, lại đắc được tất cả pháp môn các nguyện, lại đắc được tất cả pháp môn các độ, lại đắc được tất cả pháp môn các thông, lại đắc được tất cả pháp môn các minh, lại đắc được tất cả pháp môn giải thoát, lại đắc được tất cả pháp môn tam muội, lại thấy đủ thứ hình tượng trong tất cả các gương báu, đó là thấy chúng hội đạo tràng của chư Phật, hoặc thấy đạo tràng chúng hội của Bồ Tát, hoặc thấy chúng hội đạo tràng của Thanh Văn, hoặc thấy chúng hội đạo tràng của Duyên Giác, hoặc thấy thế giới tịnh, hoặc thấy thế giới bất tịnh, hoặc thấy thế giới tịnh bất tịnh, hoặc thấy thế giới bất tịnh tịnh, hoặc thấy thế giới có Phật, hoặc thấy thế giới không có Phật, hoặc thấy thế giới nhỏ, hoặc thấy thế giới vừa, hoặc thấy thế giới lớn, hoặc thấy thế giới lưới nhân đà la, hoặc thấy thế giới úp, hoặc thấy thế giới ngửa, hoặc thấy thế giới bằng phẳng, hoặc thấy thế giới chỗ ở của địa ngục súc sinh ngạ quỷ, hoặc thấy thế giới đầy rẫy trời người. Ở trong các thế giới như vậy, thấy có vô số chúng đại Bồ Tát hoặc đi hoặc ngồi làm các sự nghiệp, hoặc khởi đại bi thương xót chúng sinh, hoặc tạo các luận lợi ích thế gian, hoặc thọ hoặc trì hoặc biên chép, hoặc tụng hoặc hỏi hoặc đáp ba thời sám hối hồi hướng phát nguyện. Thiên tài đồng tử lại thấy đủ thứ hình tượng trong tất cả các gương báu, có đủ thứ hình tượng, đó là một, hoặc thấy hình tượng chúng hội đạo tràng của chư Phật; hai, hoặc thấy hình tượng đạo tràng chúng hội của Bồ Tát; ba, hoặc thấy hình tượng chúng hội đạo tràng của Thanh Văn; bốn, hoặc thấy hình tượng chúng hội đạo tràng của Duyên Giác; năm, hoặc thấy hình tượng thế giới thanh tịnh; sáu, hoặc thấy hình tượng thế giới bất tịnh; bảy, hoặc thấy hình tượng thế giới thanh tịnh lại bất tịnh; tám, hoặc thấy hình tượng thế giới bất tịnh lại thanh tịnh; chín, hoặc thấy hình tượng thế giới có Phật ra đời; mười, hoặc thấy hình tượng thế giới không có Phật ra đời; 11, hoặc thấy hình tượng thế giới nhỏ; 12, hoặc thấy hình tượng thế giới vừa; 13, hoặc thấy hình tượng thế giới lớn; 14, hoặc thấy hình tượng thế giới lưới nhân đà la; 15, hoặc thấy hình tượng thế giới úp; 16, hoặc thấy hình tượng thế giới ngửa; 17, hoặc thấy hình tượng thế giới bằng phẳng; 18, hoặc thấy hình tượng thế giới chỗ ở của địa ngục súc sinh ngạ quỷ; 19, hoặc thấy hình tượng thế giới đầy rẫy trời người; 20, ở trong các thế giới như vậy, thấy có vô số chúng đại Bồ Tát hoặc đi hoặc ngồi làm các sự nghiệp, hoặc khởi đại bi thương xót tất cả chúng sinh, hoặc tạo các luận nghị lợi ích tất cả chúng sinh thế gian, hoặc thọ khổ hạnh, hoặc trì giới luật, tóm lại thọ nơi tâm trì nơi thân, hoặc biên chép kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, hoặc tụng kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, hoặc hỏi chỗ nghi hoặc trong kinh điển, hoặc trả lời pháp yếu trong kinh điển, mỗi ngày ba thời thường sám hối. Do đó có câu: sám là sám những nghiệp đã tạo trước kia, hối là hối cải lỗi lầm sau này, hồi hướng về Bồ Đề phát nguyện đại thừa. Lại thấy trong tất cả các trụ báu phóng lưới đại quang minh mani vương, hoặc màu xanh, hoặc màu vàng, hoặc màu đỏ, hoặc màu trắng, hoặc màu pha lê, hoặc màu thủy tinh, hoặc màu đế thanh, hoặc màu hồng nghệ, hoặc màu vàng diêm phù đàn, hoặc màu làm tất cả các quang minh. Lại thấy trong tất cả các trụ báu phóng ra lưới đại quang minh mani vương, hoặc màu xanh, hoặc màu vàng, hoặc màu đỏ, hoặc màu trắng, hoặc màu pha lê, hoặc màu thủy tinh, hoặc màu đế thanh, hoặc màu hồng nghệ, hoặc màu vàng diêm phù đàn, hoặc màu làm tất cả các quang minh. Tóm lại, trụ báu phóng ra năm quang 10 màu quang minh chói sáng rực rỡ, khiến cho hoa cả mắt, biến hóa vô cùng, đủ thứ cảnh giới hiện ra ở trước mắt.
lại thấy tượng đồng nữ vàng xem phù đà và các tượng báu đó còn dùng tay cầm mây hoa, hoặc cầm mây y, hoặc cầm tràng phan, hoặc cầm man lọng, hoặc cầm đủ thứ hương thoa và hương bột, hoặc cầm lưới báu mani thượng diệu, hoặc thòng rũ vòng vàng, hoặc mang chuỗi ngọc, hoặc giơ cánh tay cầm đồ trang nghiêm, hoặc cúi đầu thòng rủ mão mani khom mình chiêm ngưỡng, mắt chẳng tạm rời. Lại thấy tượng đồng nữ vàng diêm phù đà và các tượng báu đó, hoặc dùng tay cầm mây hoa, hoặc tay cầm mây y, hoặc tay cầm tràng báu và phan báu, hoặc tay cầm tràng hoa và lọng báu, hoặc tay cầm đủ thứ hương thoa và hương bột, hoặc tay cầm lưới báu mani thượng diệu, hoặc trên thân thòng rủ vòng vàng, hoặc mang chuỗi ngọc ở trước ngực, hoặc giơ cánh tay cầm đồ trang nghiêm, hoặc cúi đầu xuống, hoặc thòng rủ mão mani, hoặc khom mình, hoặc chiêm ngưỡng, hoặc mắt chẳng tạm rời, hoặc miệng tươi cười đủ thứ hình trạng. Lại thấy chuỗi trần châu đó thường chảy ra nước thơm đủ tám công đức, chuỗi liều lì phóng ra trong ngàn thứ quang minh đồng chiếu sáng khắp, tràng phan lưới lọng các thứ như thế, tất cả đều dùng các báu để trang nghiêm. Lại thấy tượng đồng nữ và các tượng báu đó mang chuỗi trân châu thường chảy ra nước thơm đủ tám thứ công đức, chuỗi và liều lì phóng ra trong ngàn thứ quang minh đồng chiếu sáng khắp, tràng báu phan báu lưới báu lọng báu các thứ như thế, tất cả đều dùng các báu để trang nghiêm, rất đẹp đẽ khiến cho nhìn hoài không chán. Lại thấy hoa yêu bát la, hoa ba đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân đả lợi, mỗi thứ hoa sinh ra vô lượng hoa, hoặc lớn một bàn tay, hoặc dài một cánh tay, hoặc lớn như bánh xe. Trong mỗi hoa thể đều thị hiện đủ thứ tượng màu sắc dùng để nghiêm sức, đó là tượng màu sắc nam, tượng màu sắc nữ, tượng màu sắc đồng nam, tượng màu sắc đồng nữ, tượng màu sắc thích phạm hộ thế, trời rồng dạ xoa, cản tháp bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Mà Hầu La Già, Thành Văn Duyên Giác và các Bồ Tát. Tất cả những tượng màu sắc như vậy thể đều chắp tay cúi đầu kính lễ. Cũng thấy Đức Như Lai ngồi kiết già, có 32 tướng trang nghiêm thân. Thiện tài đồng tử lại thấy hoa yêu bát la, hoa ba đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phần đà lợi, mỗi thứ hoa sinh ra vô lượng hoa, hoặc lớn bằng một bàn tay, hoặc dài bằng một cánh tay, hoặc lớn như bánh xe. Trong mỗi hoa thể đều thị hiện đủ thứ tượng màu sắc dùng để nghiêm sức, đó là tượng màu sắc nam, tượng màu sắc nữ, tượng màu sắc đồng nam, tượng màu sắc đồng nữ, tượng màu sắc trời đế thích, đại phạm thiên, tứ thiên vương hộ thế, trời rồng dạ xa, cản thát bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Thành Văn Duyên Giác và các Bồ Tát. Tất cả những tượng màu sắc như vậy thể đều chắp tay cúi đầu kính lễ. Cũng thấy Đức Như Lai ngồi kiết già trên tòa sen báu lớn, có đầy đủ 32 tướng 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân, khiến cho ai thấy cũng đều khởi kính sinh tâm tôn trọng. Lại thấy đất tịnh lưu ly đó giữa mỗi bước hiện ra đủ thứ tượng màu sắc không nghĩ bàn, đó là tượng màu sắc thế giới, tượng màu sắc Bồ Tát, tượng màu sắc Như Lai và tượng màu sắc những lậu các trang nghiêm. Lại thấy đất tịnh lưu ly trong đại lậu các đó giữa mỗi bước hiện ra đủ thứ tượng màu sắc không nghĩ bàn, đó là tượng màu sắc thế giới, tượng màu sắc Bồ Tát, tượng màu sắc Như Lai và tượng màu sắc các lậu các trang nghiêm. Lại ở chỗ những cành lá hoa quả cây báu đó, trong mỗi việc đều thấy đủ thứ tượng màu sắc bán thân, đó là tượng màu sắc Phật bán thân, tượng màu sắc Bồ Tát bán thân, tượng màu sắc bán thân trời rồng dạ xoa cho đến trời tứ thiên vương hộ thế, chuyển luân thánh vương, ông vua nhỏ, vương tử đại thần, quan trưởng cùng với bốn chúng. Các tượng màu sắc đó hoặc cầm tràng hoa, hoặc cầm chuỗi ngọc, hoặc cầm tất cả đồ trang nghiêm, hoặc cúi đầu chắp tay kính lễ, một lòng chiêm ngưỡng mắt chẳng tạm rời, hoặc khen ngợi, hoặc vào tam muội, thân đó đều dùng tướng tốt trang nghiêm, các phóng ra đủ thứ quang minh màu sắc, đó là quang minh màu vàng, quang minh màu bạc, quang minh màu san hô, quang minh màu đầu xa la, quang minh màu đế thanh, quang minh màu tỷ lô giá na báu, quang minh màu tất cả các báu, quang minh màu hoa chiêm ba ca. Lại nơi những cành lá hoa quả cây báu đó, trong mỗi việc đều thấy đủ thứ hữu tượng màu sắc bán thân, đó là tượng màu sắc Phật bán thân, tượng màu sắc Bồ Tát bán thân, tượng màu sắc bán thân trời rồng dạ xoa tám bộ chúng cho đến trời tứ thiên vương hộ thế, chuyển luân thánh vương, ông vua nhỏ, vương tử đại thần, quan trưởng cùng với bốn chúng, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, các tượng màu sắc đó, hoặc cầm tràng hoa, hoặc cầm chuỗi ngọc, hoặc cầm tất cả đồ trang nghiêm, hoặc cúi đầu, hoặc chắp tay, hoặc kính lễ, hoặc một lòng chiêm ngưỡng, hoặc mắt chẳng tạm rời, hoặc khen ngợi, hoặc nhập tam muội,
Những thân đó đều dùng tướng tốt trang nghiêm, khắc phóng ra đủ thứ quang minh màu sắc, đó là quang minh màu vàng, quang minh màu bạc, quang minh màu san hô, quang minh màu đầu xa la, xương bằng, quang minh màu đế thanh, quang minh màu tỷ lô giá na báu, quang minh màu tất cả các báu, quang minh màu va chiêm ba ca, sắc vàng. Lại thấy tượng bán nguyệt trong các lầu các phóng ra đủ thứ a tăng kỷ quang minh, mặt trời mặt trăng tinh tú chiếu khắp mười phương. Thiện tài đồng tử lại thấy tượng bán nguyệt trong các lầu các phóng ra đủ thứ a tăng kỷ quang minh, mặt trời mặt trăng tinh tú chiếu khắp mười phương thế giới. Lại thấy chung quanh bốn vách tường những lầu các trong mỗi bước đều dùng tất cả báu để trang nghiêm. Trong mỗi báu đều hiện ra Bồ Tát Di Lặc thuở xưa nhiều kiếp khi tu hành Bồ Tát đạo, hoặc bố thí đầu mắt tay chân môi lưỡi răng tai mũi máu thịt da xương cho đến móng tóc, tất cả như vậy thầy đều xả được. Thể thiếp con cái thành ấp xóm làng đất nước ngôi vua tùy chỗ cần dùng đều thí cho hết. Người bị nhốt trong lao ngục thì được thoát ra, người bị trói buộc thì được mở ra, người bị bệnh tật thì được chữa khỏi, người theo đường tà thì chỉ bày con đường tránh, hoặc làm lái thuyền đưa họ qua biển cả, hoặc làm ngựa chúa cứu hộ ác nạn, hoặc làm đại tiên khéo nói các luận, hoặc làm huân vương khuyên tu mười điều lành, hoặc làm y vương khéo chữa các bệnh, hoặc hiếu thuận cha mẹ, hoặc gần gũi bạn lành, hoặc làm thanh văn, hoặc làm duyên giác, hoặc làm bồ tát, hoặc làm như lai giáo hóa điều phục tất cả chúng sinh, hoặc làm pháp sư phụng hành Phật giáo, thọ trì đọc tụng như lý suy ngẫm, kiến lập chùa tháp tạo hình tượng Phật, hoặc tự mình cúng dường, hoặc khuyên người cúng dường, thoa hương giải hoa, cung kính lễ bái, những việc như vậy liên tục không dứt. Thiện tài đồng tử lại thấy chung quanh bốn vách tường những lầu các trong mỗi bước đều dùng tất cả báu để trang nghiêm. Trong mỗi báu đều hiện ra Bồ Tát Di Lặc thuở xưa vô lượng kiếp lúc tu hành Bồ Tát đạo, hoặc bố thí đầu mắt tay chân môi lưỡi răng tai mũi máu thịt da xương cho đến móng tóc, tất cả như vậy thảy đều xả được, không có gì mà chẳng xả bỏ không được. Đây là nội tài không có sự sẻn tiếc, đối với ngoại tài càng xả bỏ được, cho đến thê thiếp con cái thành ấp xóm làng đất nước ngôi vua tùy thuận chỗ chúng sinh cần dùng đều bố thí cho hết, làm mãn nguyện chúng sinh. Đây là hành Bồ Tát đạo. Đối với chúng sinh bị nhốt trong lao ngục thì khiến cho họ được thoát khỏi lao ngục, chúng sinh bị trói buộc thì được mở ra, chúng sinh bị bệnh tật thì được chữa khỏi, theo bệnh cho thuốc, thuốc đến thì bệnh lành. Đối với người đi theo đường tà thì chỉ bày cho họ con đường tránh. Đường tà tức là tà chi tà kiến, có ý niệm dâm dục. Đường tránh tức là tránh chi tránh kiến, chẳng có tâm dâm dục. Do đó có câu đoạn dục khử ái, đây mới là Phật pháp chân chánh. Tóm lại, đoạn dục niệm tức là chánh pháp, trong đoạn dục niệm tức là tà pháp. Hoặc làm lái thuyền đưa hết thảy chúng sinh qua biển khổ phiền não đến được bờ bên kia bất sinh bất diệt, hoặc làm ngựa chúa cứu hộ tất cả ác nạn, hoặc làm đại tiên khéo diễn nói tất cả pháp luận nghị, hoặc làm chuyển luân thánh vương khuyên dạy chúng sinh tu pháp mười điều lành, hoặc làm đại y vương khéo chữa trị tất cả bệnh tật, hoặc làm hiếu tử hiếu thuận với cha mẹ, hoặc gần gũi bạn lành cung kính thừa sự, hoặc làm thanh văn, hoặc làm duyên giác, hoặc làm bồ tát, hoặc làm như lai giáo hóa tất cả chúng sinh điều phục tất cả chúng sinh, hoặc làm đại pháp sư phụng hành Phật giáo, thọ trì kinh điển đọc tụng kinh điển như lý suy ngẫm, như pháp tu hành kiến lập chùa tháp tạo hình tượng Phật, hoặc tự mình cúng dường, hoặc khuyên người cúng dường, hoặc thoa hương, hoặc giải hoa, hoặc cung kính, hoặc lễ bái, đủ thứ những sự việc như vậy liên tục không gián đoạn. Hoặc thấy ngồi trên tòa sư tử rộng diễn nói pháp, khuyên các chúng sinh an trụ mười điều lành, một lòng hướng về Phật pháp tăng tam bảo, thọ trì năm giới và bát quan trai giới, xuất gia nghe pháp, thọ trì đọc tụng như lý tu hành, cho đến thấy tất cả sắc tượng Bồ Tát Di Lặc trong trăm ngàn ước na do tha a tăng kỳ kiếp tu hành các độ. Lại thấy Bồ Tát Di Lặc thường hầu hạ các thiện tri thức đều dùng tất cả công đức trang nghiêm, cũng thấy Bồ Tát Di Lặc ở chỗ mỗi vị thiện tri thức đó gần gũi cúng dường thọ hành theo lời dạy cho đến trụ nơi bậc quán đảnh. Bấy giờ các vị tri thức bảo thiện tài rằng: Thiện lai đồng tử, người quán sát việc không thể nghĩ bàn của vị Bồ Tát này đừng sinh mỏi nhàm. Hoặc thấy Bồ Tát Di Lặc ngồi trên tòa sư tử rộng diễn nói diệu pháp, khuyên tất cả chúng sinh an trụ nơi mười điều lành, một lòng hướng về Phật pháp tăng tam bảo, thọ trì năm giới,
không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Và bát quan trai giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, không mang đồ trang sức, không thoa ướp dầu thơm, không đàn ca múa hát, cố ý xem nghe, không nằm ngồi giường cao tốt đẹp, không ăn phì thời, tức là quá ngọ không ăn, xuất gia rồi lắng nghe Phật Pháp, thọ trì giới luật, đọc tụng tạng kinh, do đó có câu và sâu tạng kinh, trí huệ như biển, như lý tu hành, do đó tin hiểu hành chứng, đây là bốn giai đoạn tu hành sẽ đạt được giải thoát. Lại thấy tất cả sắc tượng Bồ Tát Di Lặc trong trăm ngàn ức Na Do Tha A Tăng Kỳ Kiếp tu hành các độ. Lại thấy Bồ Tát Di Lặc từng hầu hạ các thiện tri thức đều dùng tất cả công đức để trang nghiêm. Cũng thấy Bồ Tát Di Lặc ở chỗ mỗi vị thiện tri thức đó gần gũi thiện tri thức, cúng dường thiện tri thức, thọ trì sự giáo hóa, tu hành theo lời dạy của thiện tri thức cho đến trụ nơi bậc quán đảnh. Lúc đó các vị tri thức bảo thiện tài rằng: thiện lai đồng tử, ngươi quan sát việc không thể nghĩ bàn của vị Bồ Tát này, đừng sinh tâm mỏi nhàm, đừng được ít cho là đủ, phải tiếp tục nỗ lực, phải tiếp tục đi các nơi học hỏi cầu đạo Bồ Đề. Bây giờ thiện tài đồng tử nhờ đắc được sức nghĩ nhớ không quên mất, nhờ đắc được mắt thanh tịnh thấy khắp mười phương, nhờ đắc được trí vô ngại khéo quan sát, nhờ đắc được trí tự tại của các Bồ Tát, nhờ đắc được hiểu rộng lớn của các Bồ Tát đã vào trí địa, nên nơi mỗi mỗi sự vật trong tất cả lầu các đều thấy như vậy, và vô lượng các việc trang nghiêm cảnh giới tự tại không thể nghĩ bàn. Lúc đó thiện tài đồng tử nhờ đắc được sức nghĩ nhớ không quên mất, nhờ đắc được mắt thanh tịnh thấy khắp mười phương, nhờ đắc được trí vô ngại khéo quan sát, nhờ đắc được trí tự tại của các Bồ Tát, nhờ đắc được hiểu rộng lớn của các Bồ Tát đã vào trí địa, cho nên nơi mỗi mỗi sự vật trong tất cả lầu các đều thấy như vậy, và vô lượng các việc trang nghiêm cảnh giới tự tại không thể nghĩ bàn. Ví như có người ở trong mộng thấy đủ thứ sự vật như là thành ấp, xóm làng, cung điện, vườn tược, núi rừng, sông ngòi, y phục, thức ăn uống cho đến tất cả đồ nữ trang, hoặc thấy sự việc của cha mẹ mình, anh em quyến thuộc trong ngoài, hoặc thấy biển cả, núi chúa tu di cho đến tất cả các cung điện trời, diêm phù đề, bốn thiên hạ, hoặc thấy những thân hình đó được rộng lớn trăm ngàn do tuần, phòng xá y phục thải đều tương xứng. Ban ngày trải qua vô lượng thời, chẳng ngủ nghỉ, thọ các an vui. Từ khi tỉnh dậy rồi mới biết là nằm mộng, nhớ rõ những việc đã thấy. Thiện tài đồng tử cũng lại như thế, nhờ sức Bồ Tát Di Lặc gia trì, nên biết pháp ba cõi đều như mộng. Vì diệt trừ tưởng hẹp hòi của các chúng sinh, vì đắc được sự hiểu biết rộng lớn không chướng ngại, vì trụ cảnh giới thủ thắng của các Bồ Tát, vì nhập vào trí phương tiện không nghĩ bàn mà thấy được cảnh giới tự tại như vậy. Ví như có người ở trong mộng thấy đủ thứ sự vật như là thành ấp, xóm làng, cung điện, vườn tược, núi rừng, sông ngòi, y phục, thức ăn uống cho đến tất cả đồ nữ trang ở trong mộng, hoặc thấy sự việc của cha mẹ mình, anh em, chị em quyến thuộc trong ngoài, hoặc thấy biển cả, núi chúa tu di cho đến tất cả các cung điện trời, diêm phủ đề, bốn thiên hạ, và thấy những thân hình đó lượng rộng lớn trăm ngàn do tuần, phòng xá và y phục thảy đều tương xứng, lớn nhỏ hợp với nhau. Ban ngày trải qua vô lượng thời, cũng chẳng ngủ, cũng chẳng nghỉ, lúc nào cũng chẳng có phiền não, an trụ trong cảnh giới an lạc. Tóm lại, ngủ cũng an lạc, không ngủ cũng an lạc, đến cảnh giới ngủ mà không ngủ, không ngủ mà ngủ. Từ khi tỉnh dậy rồi mới biết là nằm mộng, nhớ rõ tất cả những sự việc đã thấy. Thiện tài đồng tử cũng lại như thế, nhờ sức đại Bồ Tát Di Lặc gia trì, nên biết pháp ba cõi đều như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện. Vì diệt trừ tưởng hẹp hòi của các chúng sinh, vì đắc được sự hiểu biết rộng lớn không chướng ngại, vì trụ cảnh giới thủ thắng của các Bồ Tát, vì nhập vào trí phương tiện không nghĩ bàn cho nên thấy được cảnh giới tự tại như vậy. Ví như có người sắp mạng chung, thấy tùy theo nghiệp lực của họ mà thọ báo tướng. Người làm nghiệp ác thì thấy hết thảy tất cả cảnh giới khổ, địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, hoặc thấy ngục tốt, tay cầm binh khí, hoặc sân hận, hoặc mắng chửi, trói bắt dẫn đi, cũng nghe tiếng kêu khóc than, hoặc thấy sông cho, hoặc thấy vạc nước sôi, hoặc thấy núi đao, hoặc thấy rừng kiếm, đủ thứ sự bức bách thọ các khổ não. Người làm nghiệp thiện thì lập tức thấy tất cả các cung điện trời, vô lượng thiên chúng, chư thiên thể nữ, đủ thứ y phục đầy đủ trang nghiêm, cung điện vườn rừng thể đều tốt đẹp, tùy thần chưa hết mà do nghiệp lực thấy được những sự việc như vậy. Thiện tài đồng tử cũng lại như thế, nhờ nghiệp lực Bồ Tát không nghĩ bàn mà thấy được tất cả cảnh giới trang nghiêm. Ví như có người lúc sắp mạng chung thấy được những sự việc lúc trước đã làm,
tùy theo nghiệp cảm của họ mà thọ cảnh giới báo tướng. Người làm nghiệp ác thì thấy hết thảy tất cả cảnh giới khổ ở địa ngục súc sinh ngạ quỷ, hoặc thấy ngục tốt tay cầm binh khí, hoặc sân hận kẻ phạm tội, hoặc mắng chửi kẻ phạm tội, hoặc trói bắt dẫn đi, cũng nghe tiếng kêu khóc than ở địa ngục, hoặc thấy địa ngục sông cho, hoặc thấy địa ngục vạc nước sôi, hoặc thấy địa ngục núi đa, hoặc thấy địa ngục rừng kiếm, đủ thứ sự hành hình bức bách thọ các khổ não. Người làm nghiệp thiện thì lập tức thấy tất cả các cung điện trời có vô lượng thiên chúng, vô lượng thể nữ, đủ thứ y phục tốt đẹp, đầy đủ trang nghiêm, cung điện và vườn rừng thảy đều tốt đẹp. Tuy thân người chưa chết mà do nghiệp lực nên thấy được những cảnh giới như vậy. Tóm lại, khi con người sắp lâm chung thì thanh toán tính sổ cuộc đời của mình, người làm thiện thì chẳng hổ với trời, chẳng thẹn với đất, chẳng làm những việc tang thiên hại lý thì an tường mà đi. Người làm ác thì lương tâm phát hiện có lỗi với trời đất, có lỗi với mọi người thì ra đi không an vui. Thiện tài đồng tử cũng lại như thế, nhờ nghiệp lực Bồ Tát không nghĩ bàn mà thấy được tất cả cảnh giới trang nghiêm như thế. Ví như có người được quỷ giao trì, thấy đủ thứ việc, tùy thời hỏi các vấn đề đều trả lời được. Thiện tài đồng tử cũng lại như thế, vì trí huệ của Bồ Tát gia trì, thấy tất cả các việc trang nghiêm đó, nếu có ai hỏi thì đều trả lời được. Ví như có người bị quỷ làm mê hoặc, thấy đủ cảnh giới kỳ quái, tùy thời hỏi họ các thứ vấn đề, họ đều trả lời được. Thiện tài đồng tử cũng lại như thế, nhờ trí huệ của Bồ Tát gia trì, thấy được tất cả các sự việc trang nghiêm ở trong lầu các tỷ lô giá na trang nghiêm tạng, nếu có ai hỏi ngài thì đều trả lời được. Ví như có người được rồng gia trì, tự cho mình là rồng vào trong cung điện rồng thời gian ngắn mà tự cho rằng đã trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Thiện tài đồng tử cũng lại như thế, nhờ trụ trí huệ tường của Bồ Tát, nhờ Bồ Tát Di Lặc gia trì nên trong thời gian ngắn mà cho rằng vô lượng kiếp. Ví như có người được rồng gia trì, tự cho mình là rồng vào trong cung điện rồng thời gian ngắn mà tự cho rằng đã trải qua thời gian lâu dài, hoặc đã trải qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Thiện tài đồng tử cũng lại như thế, nhờ trụ trí huệ tư tưởng của Bồ Tát, nhờ Bồ Tát Di Lặc gia trì nên trong thời gian ngắn mà cảm giác rằng đã trải qua vô lượng kiếp. Ví như phạm cung tên là Trang Nghiêm Tạng, ở trong đó đều thấy tất cả sự vật 3.000 thế giới chẳng tạp loạn nhau. Thiện tài đồng tử cũng lại như thế, ở trong lầu các thấy khắp tất cả cảnh giới trang nghiêm, đủ thứ sự khác biệt mà chẳng tạp loạn nhau. Ví như phạm cung tên là Trang Nghiêm Tạng, ở trong đó đều thấy tất cả sự vật 3.000 thế giới chẳng tạp loạn nhau. Thiện tài đồng tử cũng lại như thế, ở trong lầu các thấy khắp tất cả cảnh giới trang nghiêm, tùy đủ thứ sự khác biệt mà chẳng tạp loạn nhau, đều ngay hàng thẳng lối rõ ràng. Thế nào là 3.000 đại thiên thế giới, tức là một mặt trời, một mặt trăng, một núi Tu Di, một bốn đại bộ châu, đây là một thế giới. Tích tụ 1.000 thế giới thì gọi là một tiểu thiên thế giới. Tích tụ 1.000 tiểu thiên thế giới thì gọi là một trung thiên thế giới. Tích tụ 1.000 trung thiên thế giới thì gọi là một đại thiên thế giới. Vì 3 lần nói ngàn cho nên gọi là 3.000 đại thiên thế giới. Còn mắt thịt của phàm phu chúng ta chỉ là hình trạng của một thế giới này mà thôi. Vốn có các thế giới nhiều vô lượng vô biên ở trong tận hư không khắp pháp giới. Hiện tại khoa học tuy đang nghiên cứu có thể lên mặt trăng, có thể khám phá các hành tinh khác, nhưng không cách gì tính đếm được trong vũ trụ cứu kính có bao nhiêu hệ ngân hà. Người đạt được ngũ nhãn, quan sát trong hư không có nhiều thế giới, nhiều như số hạt bụi. Bất quá, kinh văn chỉ dùng 3.000 đại thiên thế giới để đại biểu mà thôi. Ví như tỷ khiu và biến xứ định, hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, tùy chỗ nhập định cảnh giới đều hiện tiền. Thiện tài đồng tử cũng lại như thế, vào trong lầu các thì tất cả cảnh giới thầy đều rõ ràng. Ví như tỷ khiu nhập vào biến xứ định, hoặc đi hoặc đứng hoặc ngồi hoặc nằm, tùy chỗ nhập định cảnh giới liền hiện tiền. Thiện tài đồng tử cũng lại như thế, vào trong lầu các thì tất cả cảnh giới thầy đều rõ ràng. Ví như có người ở trong hư không thấy thành Càn Thất Bà đầy đủ trang nghiêm, đều phân biệt biết rõ, không có chướng ngại. Ví như có người ở trong hư không thấy thành Càn Thất Bà đầy đủ sự trang nghiêm, vạn sự vạn vật ở trong thành Càn Thất Bà nhìn được rất rõ ràng, đều phân biệt biết rõ, không có chướng ngại. Ví như cung điện Dạ Xoa với cung điện nhân gian ở cùng một chỗ mà chẳng tạp nhau, đều tùy theo nghiệp mà thấy có sự khác nhau.
Lại ví như cung điện Dạ Xoa với cung điện ở nhân gian ở cùng một chỗ, cung điện của Dạ Xoa chẳng chướng ngại cung điện nhân gian cũng chẳng chướng ngại cung điện Dạ Xoa, hữu tường chẳng chướng ngại, đó đây chẳng ngại nhau, đều tùy theo nghiệp mà thấy có sự khác nhau. Ví như biển cả ở trong đó đều thấy tất cả sắc tượng 3.000 thế giới. Ví như biển cả ở trong biển đều thấy tất cả sắc tượng 3.000 thế giới hiện ra. Ví như nhà huyễn thuật, vì nhờ sức huyễn hiện các việc huyễn đủ thứ sự tác nghiệp. Thiện tài đồng tử cũng lại như thế, do nhờ oai thần lực của Bồ Tát Di Lặc, do sức trí huyễn không nghĩ bàn, do nhờ huyễn trí biết được các pháp, do đắc được sức tự tại của các Bồ Tát, nên thấy được tất cả cảnh giới tự tại trang nghiêm trong lầu cát. Ví như nhà huyễn thuật, vì nhờ sức huyễn hiện ra các việc huyễn, từ không mà hiện có, từ có mà hiện không, từ lớn biến thành nhỏ, từ nhỏ biến thành lớn, biến hóa vô cùng, đủ thứ sự tác nghiệp đều tùy tâm ý mà hiện ra. Thiện tài đồng tử cũng lại như thế, do nhờ oai thần lực của Bồ Tát Di Lặc, do sức trí huyễn không nghĩ bàn, do nhờ huyễn trí biết các pháp, do đắc được sức tự tại của các Bồ Tát, cho nên mới thấy được tất cả cảnh giới tự tại trang nghiêm trong đại lầu các báu ở trong định của Ngài hiện ra. Bấy giờ đại Bồ Tát Di Lặc liền nhiếp thần lực vào trong lầu cát, khẩy móng tay ra tiếng bảo thiện tài rằng: Thiện nam tử, hãy dậy, pháp tánh như vậy, đây là sự hiện tướng của Bồ Tát biết các pháp trí nhân duyên tụ tập, tự tánh như vậy, như huyễn như mộng, như bóng như hình đều không thành tựu. Lúc đó ở trong định của thiện tài đồng tử quan sát tất cả cảnh giới tự tại trang nghiêm trong lầu cát tỷ lô giá na trang nghiêm tạng, đại Bồ Tát Di Lặc liền nhiếp thần lực vào trong đại lầu cát báu, khẩy móng tay ra tiếng bảo thiện tài rằng: Thiện nam tử, hãy dậy, tức cũng là xuất định, pháp tánh là như vậy, đây là sự hiện tướng của Bồ Tát biết các pháp trí nhân duyên tụ tập, tự tánh là như vậy, như huyễn như mộng, như bóng như hình, những cảnh giới đó hư vọng không thật, chẳng có thể chân thật, cho nên đều không thành tựu. Bấy giờ thiện tài nghe tiếng khẩy móng tay từ tam muội dậy, Bồ Tát Di Lặc bảo rằng: Thiện nam tử, ngươi trụ giải thoát tự tại không nghĩ bàn của Bồ Tát, thọ tam muội hỷ lạc của các Bồ Tát, thấy được thần lực gia trì của Bồ Tát, trợ đạo chảy ra, nguyện trí hiện ra, đủ thứ cung điện trang nghiêm tốt đẹp, thấy hạnh Bồ Tát, nghe pháp Bồ Tát, biết đức của Bồ Tát, thấu rõ nguyện của Như Lai. Thiện tài bạch rằng: Dạ vâng đức thánh, đó là nhờ oai thần lực nghĩ nhớ của thiện tri thức gia bị. Bấy giờ thiện tài đồng tử nghe tiếng khải móng tay của Bồ Tát Di Lặc liền từ tam muội dậy, Bồ Tát Di Lặc bảo thiện tài đồng tử rằng: Thiện nam tử, ngươi trụ giải thoát tự tại không nghĩ bàn của Bồ Tát, thọ tam muội hỷ lạc của các Bồ Tát, đắc được cảnh giới thiền duyệt vi thực pháp hỷ sùng mãn, người thấy được thần lực gia trì của Bồ Tát, trợ đạo chảy ra, nguyện trí hiện ra, đủ thứ cung điện trang nghiêm tốt đẹp, lại thấy được hạnh của Bồ Tát tu, lại nghe được diệu pháp của Bồ Tát nói, biết được đức của Bồ Tát tu và căn lành của Bồ Tát gieo trồng, lại thấu rõ nguyện của Như Lai phát ra và thông đạt hạnh của Như Lai tu. Thiện tài đồng tử bạch với Bồ Tát Di Lặc rằng: Dạ vâng đức thánh, đó là nhờ đại oai thần lực của thiện tri thức gia trì cho con, nghĩ nhớ tới con nhờ sức từ bi mà thành tựu. Đức thánh, môn giải thoát này tên là gì? Bồ Tát Di Lặc bảo rằng: Thiện nam tử, môn giải thoát này tên là niệm trí cho nghiêm tạng và tất cả cảnh giới ba đời không quên. Thiện nam tử, trong môn giải thoát này có bất khả thuyết môn giải thoát là sở đắc của nhất sinh bổ xứ Bồ Tát. Thiện tài đồng tử lại nói: Đức thánh, môn giải thoát này tên gọi là gì? Xin đại thánh hãy vì con mà nói. Bồ Tát Di Lặc nói rằng: Thiện nam tử, môn giải thoát này tên là niệm trí cho nghiêm tạng và tất cả cảnh giới ba đời không quên. Thiện nam tử, trong môn giải thoát này lại có bất khả thuyết môn giải thoát nhất sinh bổ xứ Bồ Tát mới đắc được môn giải thoát này. Thiện tài hỏi rằng: Việc trang nghiêm đó đi về đâu? Bồ Tát Di Lặc đáp rằng: Về nơi chỗ đến, từ trong trí huệ thần lực của Bồ Tát Đế, nương trí huệ thần lực của Bồ Tát mà trụ, không có chỗ đi, cũng không chỗ trụ, chẳng tập chẳng thường, xa lìa tất cả. Thiện tài đồng tử lại hỏi: Cảnh giới trang nghiêm đó đi về đâu? Tại sao hiện tại con nhìn không thấy? Bồ Tát Di Lặc đáp rằng: Nó từ nơi nào đến thì trở về chỗ đó. Thiện tài đồng tử lại hỏi: Nó từ chỗ nào đến? Bồ Tát Di Lặc đáp: Nó từ trong trí huệ thần lực của Bồ Tát đến, nó nương trí huệ thần lực của Bồ Tát mà trụ, nó không đến cũng không đi, cũng không chỗ trụ, nó chẳng phải tích tập, cũng chẳng thường, xa lìa tất cả cảnh giới tâm tưởng, tất cả lời nói luận bàn.
Thiện nam tử như long vương mưa xuống, chẳng từ thân ra, chẳng từ tâm ra, chẳng có tích tập mà chẳng phải chẳng thấy, nhưng do nhờ sức tâm niệm của long vương mà mưa xuống khắp thiên hạ, cảnh giới như vậy không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, những việc trang nghiêm đó cũng lại như thế, chẳng trụ ở trong cũng chẳng trụ ở ngoài mà chẳng phải chẳng thấy, là do nhờ oai thần lực của Bồ Tát, sức căn lành của ngươi mà thấy những việc như vậy. Thiện nam tử, giống như long vương mưa xuống, mưa chẳng từ thân long vương ra, chẳng từ tâm long vương ra, long vương chẳng có tích tập mưa mà chẳng phải chẳng nhìn thấy, vì mưa vẫn có hình có tướng cho nên nhìn thấy được. Do nhờ sức tâm niệm của long vương mà mưa xuống khắp thiên hạ, cảnh giới như vậy không thể nghĩ bàn. Thiện nam tử, những việc trang nghiêm đó cũng lại như thế, chẳng trụ ở trong cũng chẳng trụ ở ngoài mà chẳng phải chẳng nhìn thấy cảnh giới đó, là do nhờ oai thần lực của Bồ Tát, sức căn lành của ngươi cho nên mới thấy được những cảnh giới như vậy. Thiện nam tử, ví như nhà huyễn thuật làm các việc ảo thuật không chỗ đến không chỗ đi, tùy không đến đi mà do nhờ sức huyễn nên phần mình thấy được, những việc trang nghiêm đó cũng lại như thế, không chỗ đến cũng không chỗ đi, tùy không đến đi mà do nhờ tập quán sức huyễn trí không thể nghĩ bàn và do đại nguyện lực thuở xưa mà hiển hiện như vậy. Thiện nam tử, ví như nhà huyễn thuật làm các việc ảo thuật huyễn hóa không thật, không chỗ đến không chỗ đi, tùy không đến không đi mà do nhờ sức huyễn nên phần mình thấy được cảnh giới đó rõ ràng, những việc trang nghiêm đó cũng lại như thế, không chỗ đến cũng không chỗ đi, tóm lại chẳng có từ nơi nào đến cũng chẳng có nơi nào đi, tùy không đến không đi mà do nhờ tập quán sức huyễn trí không thể nghĩ bàn và do đại nguyện lực thuở xưa đã phát ra mới hiển hiện được những cảnh giới không nghĩ bàn như vậy. Thiện tài đồng tử nói, đại thánh từ đâu đến? Bồ Tát Di Lặc nói, thiện nam tử, các Bồ Tát không đến không đi như vậy mà đến, không đi không ở như vậy mà đến, không nơi không chấp, không mất không sinh, không trụ không rời, không động không khởi, không luyến không chấp, không nghiệp không báo, không khởi không diệt, chẳng đoạn chẳng thường như vậy mà đến. Thiện tài đồng tử thưa hỏi Bồ Tát Di Lặc rằng, đại thánh, ngài từ đâu đến? Bồ Tát Di Lặc đáp, thiện nam tử, tất cả Bồ Tát không đến không đi, các ngài đều như vậy mà đến, không chỗ đi không chỗ ở như vậy mà đến, không xứ sở không chấp trước, cũng không mất đi, cũng không sinh ra, cũng không chỗ không trụ một chỗ, cũng không rời đổi chỗ khác, cũng không dao động, cũng không sinh khởi, cũng không lưu luyến, cũng không tham chấp, cũng không có nghiệp, cũng không có báo, vốn là vô tướng, cũng không có khởi, cũng không có diệt, cũng chẳng đoạn, cũng chẳng thường như vậy mà đến. Thiện nam tử, Bồ Tát từ nơi đại bi mà đến, vì muốn điều phục các chúng sinh, từ nơi đại từ mà đến, vì muốn cứu hộ các chúng sinh, từ nơi tịnh giới mà đến, vì tùy sở thích của mình mà thọ sinh, từ nơi đại nguyện mà đến, vì nguyện lực thuở xưa nhiếp trì, từ nơi thần thông mà đến, vì tất cả mọi nơi tùy sự ưa thích mà hiện, từ nơi không dao động mà đến, vì luôn không xả lìa tất cả chư Phật, từ nơi không lấy bỏ mà đến, vì chẳng bắt buộc thân tâm phải qua lại, từ nơi trí huệ phương tiện mà đến, vì tùy thuận tất cả các chúng sinh, từ nơi thị hiện biến hóa mà đến, vì giống như hình bóng mà hóa hiện. Thiện nam tử, Bồ Tát từ nơi đại bi mà đến vì muốn điều phục tất cả chúng sinh. Bồ Tát từ nơi đại từ mà đến vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh. Bồ Tát từ nơi giới thanh tịnh mà đến vì tùy sở thích của mình mà thọ sinh. Bồ Tát từ nơi đại nguyện mà đến vì nguyện được thuở xưa nhiếp trì. Bồ Tát từ nơi thần thông mà đến vì tất cả mọi nơi tùy sự ưa thích mà hiện. Bồ Tát từ nơi không dao động mà đến vì luôn không xả lìa tất cả chư Phật. Bồ Tát từ nơi không lấy bỏ mà đến vì chẳng bắt buộc thân tâm phải tạo tác qua lại. Bồ Tát từ nơi trí huệ phương tiện mà đến vì tùy thuận tất cả các chúng sinh. Bồ Tát từ nơi thị hiện biến hóa mà đến vì giống như hình bóng, chẳng có chẳng không mà hóa hiện. Nhưng thiện nam tử, ngươi hỏi ta từ đâu đến? Thiện nam tử, ta từ nơi sinh quán nước Ma La Đề mà đến đây. Thiện nam tử, ở đó có xóm làng tên là Phỏng Xá, có vị trưởng giả tên là Củ Ba La, vì giáo hóa người đó khiến vào Phật Pháp mà ta ở nơi đó, lại vì tất cả nhân dân nơi ta sinh ra, tùy sự ứng hóa mà vì họ thuyết Pháp, cũng vì cha mẹ và các quyến thuộc Bà La Môn mà diễn nói Đại Thừa khiến cho họ hướng vào, cho nên trụ ở nơi đó mà từ chỗ đó đến. Nhưng thiện nam tử, ngươi hỏi ta từ đâu đến? Thiện nam tử, ta từ nơi sinh quán nước Ma La Đề mà đến chỗ lầu các báu Tỳ Lô Giá Na trang nghiêm tạng này. Thiện nam tử, ở đó có xóm làng tên là Phỏng Xá, có vị trưởng giả tử tên là Củ Ba La,
Ta vì giáo hóa người đó khiến cho họ vào Phật Pháp, cho nên ta ở nơi đó, ta lại vì tất cả nhân dân, nơi chỗ ta sinh ra, tùy sự ứng hóa mà vì họ thuyết Pháp, cũng vì cha mẹ và tất cả quyến thuộc Bà La Môn mà diễn nói Pháp Đại Thừa, khiến cho họ hướng về vào Pháp Môn Đại Thừa, do đó cho nên trụ ở nơi đó, ta từ chỗ đó mà đến đây. Thiện tài đồng tử nói, Đức Thánh, thế nào là nơi sinh của Bồ Tát? Đáp rằng, thiện nam tử, Bồ Tát có 10 nơi sinh. Những gì là 10? Thiện tài đồng tử lại hỏi Bồ Tát Di Lặc rằng, Đức Thánh, thế nào là nơi sinh của Bồ Tát? Xin Ngài từ bi vì con mà nói. Bồ Tát Di Lặc đáp rằng, thiện nam tử, Bồ Tát có 10 nơi sinh. Những gì là 10? Ngươi phải đặc biệt chú ý lắng nghe cho kỹ. Này ta sẽ vì ngươi mà nói 10 nơi sinh của Bồ Tát. Thiện nam tử, Bồ Đề Tâm là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Bồ Tát. Tâm Tin Sâu là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Thiện Trí Thức. Các Địa là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Ba La Mật. Đại Nguyện là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Diệu Hạnh. Đại Bi là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Bốn Pháp Nhiếp. Như Lý Quán Sát là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Bát Nhã Ba La Mật. Đại Thừa là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Phương Tiện Khéo Léo. Giáo hóa chúng sinh là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Chư Phật. Trí Huệ Phương Tiện là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Vô Sinh Pháp Nhẫn. Tu hành tất cả Pháp là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà tất cả Như Lai, quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiện nam tử lắng nghe cho kỹ. 1. Bồ Đề Tâm là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Bồ Tát. 2. Tâm Tin Sâu là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Thiện Tri Thức. 3. Các Địa là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Ba La Mật. 4. Đại Nguyện là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Diệu Hạnh. 5. Đại Bi là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Bốn Pháp Nhiếp. 6. Như Lý Quán Sát là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Bát Nhã Ba La Mật. 5. 7. Đại Thừa là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Phương Tiện Khéo Léo. 8. Giáo hóa chúng sinh là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Chư Phật. 9. Trí Huệ Phương Tiện là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà Vô Sinh Pháp Nhẫn. 10. Tu hành tất cả Pháp là nơi sinh của Bồ Tát, vì sinh vào nhà tất cả Như Lai ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Thiện nam tử, Đại Bồ Tát dùng Bát Nhã Ba La Mật làm mẹ, Phương Tiện Khéo Léo làm cha, dùng Bố Thí Ba La Mật làm nhũ mẫu, Trì Giới Ba La Mật làm dưỡng mẫu, Nhẫn Ba La Mật làm đồ trang nghiêm, Tinh Tấn Ba La Mật làm người dưỡng dục, Thiền Ba La Mật làm giặt rửa, Thiện Tri Thức làm thầy giáo thọ, tất cả Bồ Đề Phần làm bạn lành, tất cả Pháp lành làm quyến thuộc, tất cả Bồ Tát làm huynh đệ, Bồ Đề Tâm làm nhà, Như Lý tu hành làm gia pháp, các Địa làm gia xứ, các Nhẫn làm gia tộc, Đại Nguyện làm gia giáo, đầy đủ các hạnh làm thuận gia pháp, khuyến pháp Đại Thừa làm nối gia nghiệp, nước pháp quán đảnh, nhất sinh sở hệ Bồ Tát làm thái tử, thành tựu Bồ Đề làm hay tịnh gia tộc. Thiện nam tử, Đại Bồ Tát dùng Bát Nhã Ba La Mật làm mẹ. Bát Nhã có 3 thứ: 1. Văn tự Bát Nhã, 2. Quán chiếu Bát Nhã, 3. Thật tướng Bát Nhã. Dùng Phương Tiện Khéo Léo làm cha. Pháp môn có 84.000, môn nào cũng là số 1. Dùng Bố Thí Ba La Mật làm nhũ mẫu. Bố thí có 3 thứ: 1. Tài thí, 2. Pháp thí, 3. Phụ ý thí. Dùng Trì Giới Ba La Mật làm dưỡng mẫu. Người tại gia phải giữ 5 giới căn bản, 8 giới xa gì phải thọ, 10 giới. Người xuất gia phải thọ giới cụ túc. Tỳ kheo có 250 giới, tỳ kheo ni có 348 giới. Xuất gia tỳ kheo, tỳ kheo ni và tại gia yêu bà tắc, yêu bà di phải thọ Bồ Tát giới, có 10 giới trọng, 48 giới khinh. Dùng nhẫn Ba La Mật làm đồ trang nghiêm. Nhẫn có 3 thứ: 1. Sinh nhẫn, 2. Pháp nhẫn, 3. Vô sinh pháp nhẫn. Dùng tinh tấn Ba La Mật làm người dưỡng dục. Tinh tấn có 2 thứ: 1. Thân tinh tấn, 2. Tâm tinh tấn. Thọ nơi thân, chỉ nơi tâm, ngày đêm 6 thời thưởng tinh tấn. Dùng thiền Ba La Mật làm người giặt rửa. Thiền tức là thiền na, dịch là tư duy tu, còn dịch là tĩnh lự. Tóm lại, làm cho vọng tưởng trong tâm sạch sẽ, thành tịnh. Thiền có nhiều thứ, nói một cách đơn giản gồm có 1. Tứ thiền, 2. Tứ không định, 3. Cửu thứ đệ định. Dùng Thiện Tri Thức làm thầy giáo thọ, dùng 7 Bồ Đề Phần làm bạn lành, dùng tất cả pháp lành làm quyến thuộc, dùng tất cả Bồ Tát làm huynh đệ, dùng Bồ Đề Tâm làm nhà, dùng Như Lý tu hành làm gia pháp, dùng các Địa làm gia xứ, dùng các Nhẫn làm gia tộc, dùng Đại Nguyện làm gia giáo, dùng đầy đủ các hạnh làm thuận gia pháp,
dùng khuyến chúng sinh phát tâm đại thừa, làm hưng thịnh gia nghiệp tam bảo, dùng nước pháp quán đảnh, nhất sinh sở hệ Bồ Tát làm thái tử, thành tựu Bồ Đề, làm hai tịnh gia tộc. Đây là cảnh giới của Đại Bồ Tát. Thiện nam tử, Bồ Tát vượt qua bậc phàm phu như vậy, nhập vào bậc Bồ Tát, sinh vào nhà Như Lai, trụ giống tánh của Phật, hay tu các hạnh, chẳng dứt tam bảo, khéo hay giữ gìn chủng tộc của Bồ Tát, tịnh hạt giống Bồ Tát, sinh vào nơi tôn quý, thủ thắng, không có các lỗi ác, được tất cả thế gian trời, người, ma phạm, sa môn, bà la môn, cung kính, khen ngợi. Thiện nam tử, Bồ Tát vượt qua bậc phàm phu như vậy, chứng nhập bậc Bồ Tát, sinh vào nhà Như Lai, trụ giống tánh của Phật, hay tu hành các hạnh của Bồ Tát tu, tiếp nối huệ mạng của Phật, vĩnh viễn chẳng dứt tam bảo, khiến cho thường trụ ở đời, khéo hay giữ gìn chủng tộc của Bồ Tát, thanh tịnh hạt giống Bồ Tát, sinh vào nơi tôn quý, thủ thắng, thủy chung không có các lỗi lầm, cũng chẳng có tất cả hành vi ác, được tất cả thế gian, trời, người, thiên ma, đại phạm thiên, sa môn, bà la môn, cung kính, khen ngợi. Thiện nam tử, Đại Bồ Tát sinh vào nhà tôn quý thủ thắng như vậy rồi, vì biết tất cả pháp như hình bóng nên các thế gian không ghét chê, vì biết tất cả pháp như biến hóa nên nơi các cõi không nhiễm trước, vì biết tất cả pháp không có ngã nên giáo hóa chúng sinh tâm không nhảm mỏi, vì dùng đại từ bi làm thể tánh nên nhiếp thọ chúng sinh không cảm thấy khổ nhọc, vì thấu đạt sinh tử như mộng nên trải qua tất cả kiếp mà không sợ hãi, vì biết rõ các uẩn đều như huyễn nên thị hiện thọ sinh mà không mỏi nhàm, vì biết các giới xứ đồng pháp giới, nơi các cảnh giới không hoại diệt, vì biết tất cả tưởng như dương diệm nên vào nơi các loài không sinh điên đảo mê hoặc, vì đạt được tất cả pháp đều như huyễn nên vào cảnh giới ma không khởi nhiễm trước, vì biết pháp thân nên tất cả phiền não không dối gạt được, vì được tự tại nên tất cả loài thông đạt vô ngại. Thiện nam tử, Đại Bồ Tát sinh vào nhà tôn quý thủ thắng như vậy rồi, vì biết tất cả pháp như hình bóng nên đối với tất cả thế gian vạn sự vạn vật đều bình đẳng, không chán ghét chê bai. Bồ Tát chẳng thấy lỗi chúng sinh, bất cứ chúng sinh đối đãi với Bồ Tát chẳng cung kính như thế nào, nhưng Bồ Tát vẫn tha thứ cho chúng sinh vô tri, chẳng xét nét mà thương xót. Bồ Tát đối với tất cả hết thảy đều biết đạt quả, lại biết tất cả pháp tựa như biến hóa, minh bạch đạo lý này, thấu hiểu hữu tình vô tình trong trời đất đều đang nói pháp, đang giáo hóa tất cả chúng sinh. Tuy nhiên thọ sinh trong tam giới 25 cõi, vì giáo hóa chúng sinh nhưng chẳng nhiễm ô tình ái, cũng chẳng chấp trước vào cái ta, lại biết tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như điện, cũng chẳng một có một cái ta tồn tại, cho nên quét tất cả pháp, lìa tất cả tướng, do đó có câu: thấy việc tỉnh việc vượt thế gian, thấy việc mê việc đọa trầm luân. Do nguyên nhân này, giáo hóa tất cả chúng sinh trong tâm không khi nào nhàm mỏi. Bồ Tát lúc nào cũng giáo hóa chúng sinh, nhưng Bồ Tát vĩnh viễn không có tâm lý mỏi nhàm. Tại sao? Vì Bồ Tát dùng vô duyên đại từ đồng thể đại bi làm thể tánh. Bồ Tát tuyệt đối không dùng thủ đoạn cưỡng bức để đàn áp chúng sinh, chỉ dùng tâm từ bi để nhiếp thọ chúng sinh, bất cứ trải qua thời gian dài bao lâu cũng không cảm thấy khổ nhọc. Bồ Tát thấu rõ thông đạt cảnh giới sinh tử như giấc mộng, nên dù trải qua vô lượng kiếp cũng không có tư tưởng sợ sệt, chẳng có sự sợ hãi, lại biết rõ sắc thọ tưởng hành thức năm pháp năm uẩn đều hư vọng, đều là không, tất nhiên là không, còn có gì để chấp trước, có gì đáng sợ. Thị hiện sinh, sinh mà chưa sinh, thị hiện diệt, diệt mà chưa diệt, ở trong sinh tử luân hồi cũng chẳng cảm thấy mệt mỏi, do đó có câu: dù gặp đau nhọn vẫn ung dung, dù thấy thuốc độc cũng thản nhiên, ở trong sinh tử mà dứt sinh tử, hết sinh tử mà thọ sinh tử. Chẳng giống như tác phong của hàng nhị thừa, xem ba cõi như ngục tù, thấy sinh tử như oan gia, vì đã vượt qua cảnh giới sinh tử của nhị thừa. Bồ Tát lại biết 18 giới và 12 xứ như đồng pháp giới, dùng pháp tánh làm thể, dùng hư không làm cõi, cho nên đối với tất cả cảnh giới không hoại diệt, tức cũng là bất tất hoại cảnh giới mà vượt khỏi cảnh giới, dù ở trong cảnh giới mà vượt khỏi cảnh giới. Bồ Tát lại biết tất cả tưởng như dương diệm thăng lên trời đất như nước, ở xa thì tựa như có, đến gần nhìn thì không có, ở trong ba đường lành hoặc ở trong ba đường ác, ở trong các loài mà vượt qua các loài, cho nên không sinh mộng tưởng điên đảo mê hoặc. Bồ Tát lại đạt được tất cả pháp đều như huyễn như hóa, cho nên vào cảnh giới mà không sinh khỏi tâm nhiễm trước. Lại biết pháp thân nếu sinh ra phiền não thì bị phiền não dối gạt, nên sinh phiền não mà chẳng sinh phiền não. Được như vậy thì chẳng bị phiền não làm mê hoặc, cũng chẳng bị phiền não dối gạt,
lại đắc được tự tại, cho nên ở trong tất cả loài thông đạt vô ngại, chẳng bị bất cứ thứ gì hạn chế. Thiện nam tử, thân ta khắp sinh trong tất cả pháp giới, sắc tướng khác biệt đồng với tất cả chúng sinh, lời nói khác nhau đồng với tất cả chúng sinh, đủ thứ danh hiệu đồng với tất cả chúng sinh, sở thích hoài nghi đồng với tất cả chúng sinh, tùy thuận thế gian giáo hóa điều phục, thị hiện thọ sinh đồng với tất cả chúng sinh thanh tịnh, làm các sự nghiệp đồng với tất cả phàm phu chúng sinh, tư tưởng đồng với tất cả chúng sinh, nguyện đồng với tất cả Bồ Tát mà thị hiện thân đầy khắp pháp giới. Thiện nam tử, thân ta khắp sinh trong tất cả pháp giới, sắc tướng khác biệt đồng với tất cả chúng sinh, lời nói khác nhau đồng với tất cả chúng sinh, đủ thứ danh hiệu đồng với tất cả chúng sinh, sở thích oai nghi đồng với tất cả chúng sinh, tùy thuận pháp thế gian giáo hóa điều phục chúng sinh, thị hiện thọ sinh đồng với tất cả chúng sinh thanh tịnh, sinh mà chưa từng sinh, lại thị hiện nhập diệt, diệt mà chưa từng diệt, làm các sự nghiệp đồng với tất cả phàm phu chúng sinh, tư tưởng đồng với tất cả chúng sinh, hạnh nguyện đồng với tất cả Bồ Tát, thảy đều như thế, chẳng có sự phân biệt, cho nên thị hiện thân đầy rẫy tận hư không khắp pháp giới. Thiện nam tử, ta vì hóa độ những người đồng tu các hạnh với ta thuở xưa, mà nay thối thất tâm Bồ Đề, cũng vì giáo hóa cha mẹ quyến thuộc, cũng vì giáo hóa các bà la môn, khiến cho họ lìa khỏi chủng tộc kiều mạn, được sinh vào chủng tộc Như Lai, mà sinh vào nhà Bà La Môn, xóm làng phòng xá, nước Ma La Đề, nơi cõi Diêm Phù Đề này. Thiện nam tử, ta ở trong đại lầu các này, tùy tâm ưa thích của các chúng sinh, dùng đủ thứ phương tiện mà giáo hóa điều phục. Thiện nam tử, ta vì giáo hóa độ thoát những người đồng tu các hạnh với ta thuở xưa mà thị hiện thối thất tâm Bồ Đề, cũng vì giáo hóa cha mẹ quyến thuộc, cũng vì giáo hóa các Bà La Môn, khiến cho họ lìa khỏi chủng tộc kiêu mạn, được sinh vào chủng tộc Như Lai. Chủng tộc Bà La Môn có cấp bậc, tất cả đều chẳng bình đẳng. Chủng tộc Như Lai chẳng có cấp bậc, thảy đều bình đẳng. Ta vì độ chúng sinh có duyên, cho nên ta mới sinh vào nhà Bà La Môn, xóm làng phòng xá, nước Ma La Đề, thế giới Ta Bà cõi Diêm Phù Đề này. Bồ Tát Di Lặc lại gọi thiện tài đồng tử một tiếng: Thiện nam tử, ta ở trong đại lầu các Tỳ Lô Giá Na Trang Nghiêm Tạng này, ta tùy thuận tâm ưa thích của các chúng sinh, dùng đủ thứ pháp môn phương tiện để giáo hóa và điều phục chúng sinh, khiến cho họ phát Bồ Đề tâm tu vô thượng đạo. Các vị, Bồ Tát Di Lặc dùng đại oai thần lực để giáo hóa chúng sinh, và còn dùng đủ thứ pháp môn phương tiện. Ngài dùng pháp môn phương tiện tam muội từ tâm, chẳng phải pháp môn chết phục mà là pháp môn nhiếp thọ, khiến cho chúng sinh tâm vui vẻ thành phục, tuyệt đối không dùng thủ đoạn bức bách chúng sinh. Như thế thì không thể nào giáo hóa chúng sinh. Các vị ở đây nghe tôi giảng kinh, đừng có sợ tôi. Tôi chẳng phải là yêu quái, không có ăn thịt người. Tôi hy vọng các vị có thể sửa lỗi làm mới, đừng có bảo hộ lỗi lầm của mình. Có người vẫn chưa xả bỏ được lỗi lầm của mình. Có người thì cứ ôm lòng cống cao ngã mạn, trong mắt không xem ai ra gì hết. Thứ vô minh phiền não này có ích gì chứ? Thủy chung sẽ không thể thành tựu được đạo nghiệp mà mình tu. Phải buông bỏ những tập khí mà bệnh đó thì mới có thể có sự thành tựu. Hiện tại là thời đại nguyên tử, bị hoàn cảnh huân nhiễm, mọi người đều đang dụng công phu trên sự cầu danh cầu lợi, bạn tranh tôi giành, chẳng nói gì đến đạo nghĩa, vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, vì lợi mà bán rẻ bạn bè, đủ thứ hành vi trái với đạo đức, thương trời hại lý, khiến cho người không lạnh mà run. Có người miệng thì nói lời ngon ngọt, trong bụng thì có mưu đồ riêng. Do đó có câu: nói toàn là lời tốt, làm toàn là việc xấu. Chúng ta tu hành ở đây chẳng cầu danh, cũng chẳng cầu lợi, mà cũng chẳng tranh quyền, cũng chẳng luận thắng. Chúng ta dùng tâm thanh tịnh để tu đạo, trợ giúp thế giới hòa bình. Thứ khí lành này là khí cát tường, là chánh khí. Nếu ai ai cũng không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối thì thế giới sẽ không có chiến tranh, trở thành thế giới đại đồng. Mọi người an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, thế giới này chẳng phải là thế giới cực lạc chăng? Các vị đại chúng cùng tu hành một chỗ với nhau, đây là ở trong vô lượng kiếp đã được tiếp thọ sự giáo hóa của Bồ Tát Di Lặc. Ngài dùng đủ thứ phương tiện khéo léo để giáo hóa chúng ta, để điều phục chúng ta, cho nên chúng ta đời này có thể cùng nhau nghiên cứu Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, y chiếu theo đạo lý chân chánh, phẩm vào pháp giới để tu hành. Có duyên mới có cơ hội này. Các vị hãy nghĩ xem, đây chẳng phải ở chỗ một vị Phật, hai vị Phật, ba bốn năm vị Phật.